Mời cả nhà cùng đặt tên theo cú pháp nhé. À, xin gửi lời chào tới tất cả anh chị em. Chúng ta lại được gặp nhau trong cái buổi hội ngộ của 30 ngày bạn cùng con chuyển hóa. Thì không biết là các anh chị ở đây là mình anh chị nào ở K1, K2, K3, K4 thì mình có thể chat ở ô chat xem là mình ở đã tham gia 30 ngày bạn cùng con chuyển hóa ở K nào nhá. Hoặc là nếu mà mình chưa tham gia thì mình có thể là tôi chưa tham gia đâu ạ, thì chúng ta có thể giao lưu với nhau một chút trước khi hành trình chúng ta bắt đầu ạ. Dạ, em thấy là rất là nhiều anh chị em của mình ở K3, K4. Rồi có người từ K1 đến K4 và bây giờ đã trở thành thành viên của ban tổ chức ạ. Rồi cả hai ở chào các anh. Chào chị Huyền, chào chị Hương ở cả hai. Cả hai kết thúc là bây giờ cũng đã 2 tháng rồi nha. Ở đây em thấy có các anh chị ở K1 của văn hóa đọc nữa. À, rất là vui để chào đón các anh chị mới. À, chúng ta lần đầu tiên đến với đại gia đình 30 ngày bạn cùng con chuyển hóa. À, thì không biết là mọi người có còn nhận ra em là ai không ạ? Thì xin được chào lại mọi người, chào mọi người, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Em xin à, cả hai là cả hai của văn hóa đọc đúng ạ? Dạ. À, chào tất cả mọi người, chúng ta lại được tối ngày hôm nay thì là một buổi tối khá là đặc biệt, ngày hội ngộ của hành trình giao lưu K1 đến K4 của 30 ngày bạn con cùng con chuyển hóa, là một cái hành trình dài hơi của dự án trí tuệ Việt Nam với mong muốn xây dựng cộng đồng cha mẹ hạnh phúc. Và tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề rất là đặc biệt để tri ân cũng như là tiếp nối cái hành trình rèn luyện của các bố mẹ trong hành trình này. Và em xin tự giới thiệu một chút, em là Mỹ Hảo, là thành viên của dự án trí tuệ Việt Nam và cũng đang cùng với tất cả các thành viên trong trí tuệ Việt Nam cũng như là các anh chị em trong 30 ngày bạn con cùng con chuyển hóa tiếp nối cái hành trình xây dựng cái hành trình 30 ngày bạn cùng con chuyển hóa giúp đỡ các gia đình, các bố mẹ có sự kết nối với con cái nhiều hơn. Và từ hôm nay thì chúng ta sẽ chào đón một sự xuất hiện rất là đặc biệt của những thành viên đã từng tham gia hành trình 30 ngày bạn cùng con chuyển hóa. Và đến ngày hôm nay là sự hội ngộ thì chúng ta sẽ cùng nhìn xem chúng ta đã có những cái chuyển hóa gì sau 30 ngày, sau cái chặng đường từ K1 đến K4. Và ở đây anh chị em mình có thể 31 anh chị em mình có thể ở đây đã tham gia hành trình 30 ngày thì mình có thể dùng một vài câu để nói về hành trình thì chúng ta sẽ nói về điều gì ạ? Mình có chia sẻ cái timeline lên trên màn hình rồi đấy. Và cái tối hôm nay á thì chúng ta sẽ bắt đầu từ 19 giờ 30 đến 20 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu và chia sẻ giữa các anh chị em đã tham gia 30 ngày bàn cùng con chuyển hóa từ K1 cho đến K4 và các anh chị em trong ban tổ chức. Và sau đó chúng ta sẽ cùng chào đón một thành viên của dự án trí tuệ Việt Nam, một cô giáo mầm non cũng như là một bà mẹ rất là gấu, phải nói là rất là gấu của dự án trí tuệ Việt Nam, một người mà chúng ta tí nữa sẽ được gặp.
Bà cũng khá là thân quen đối với các với đại gia đình bạn cùng con chuyển hóa. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp và tổng kết cái buổi gặp mặt của tối hôm nay. Vậy thì với các anh chị em ở K1 và K4 đã có mặt ở đây thì chúng ta với ở đây thì em thấy có một số anh chị em đã tên đúng cú pháp rồi ạ, nhưng còn một số anh chị em mình chưa đổi tên thì để có thể nhận diện rõ hơn thì như anh Trung có thể chia sẻ lại cái cú pháp để đổi tên đúng không ạ, thì anh chị em mình có thể dễ dàng nhận ra nhau hơn ạ, chỉ đơn giản là chúng ta dễ dàng nhận ra nhau hơn thôi ạ. Đó, thì chúng ta ở bao nhiêu thì chúng ta ở các từ K1 đến K2 thì chúng ta sẽ đặt tên theo cú pháp như vậy. Còn nếu anh chị mà mình chưa tham gia 30 ngày thì không sao. Mình cứ để tên bình thường của mình là được ạ. Tên đúng tên của mình là được ạ. Không biết là cảm xúc của các anh chị em của mình khi gặp thì được gặp lại nhau thì như thế nào ạ? Mọi người thì có thể comment một vài câu cảm xúc ngay lúc này của tất cả anh chị em đang ngồi trong Zoom là gì đúng không ạ? Dùng một vài từ cũng được để có thể nói về cảm xúc của mình ngay lúc này. Ở đây em thấy có khá là nhiều gương mặt quen giống như chị Hoa Bí nè. Đó là thành viên của K1 này, đó K2 này, rồi mọi người có chị Giang này, đó có rất là nhiều anh chị em mình đã gặp lại nhau mà không biết mọi người còn nhớ em không nhỉ. À, có anh Dũng này, thành viên ban cán sự rất là kỳ cựu của chúng ta. Không biết là tối ngày hôm nay các anh chị em đã sẵn sàng để cùng nhau chia sẻ những cảm xúc của mình đối với hành trình chứ ạ? Nếu các anh chị em chúng ta đã sẵn sàng để cùng nhau giao lưu và chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta có thể comment số 1 được ạ. Ban tổ chức đã nhận được một số cái gọi là cái đăng ký từ một số anh chị em rất là muốn được chia sẻ cái sự chuyển hóa của bản thân mình trong cái hành trình 30 ngày. Và tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm một cái buổi trò chuyện như vậy ạ. Dạ, chào chị Hoài Bí, chào tất cả mọi người. Không biết là tín hiệu bên em có ổn không ạ? Mọi người có nghe rõ em nói hoặc là có thể thấy hình ảnh của em ạ. Ok, cảm ơn mọi người. Trong lúc chờ đợi các anh chị em chúng ta cùng vào thêm nữa thì bây giờ như anh Nhật sẽ mở cho cả nhà mình cùng xem một cái video về một cái video của hành trình cả ba nhé. Một cái clip mà các anh chị em trong cả ba đã dành tặng cho hành trình 30 ngày cũng khá là hay ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những cái khoảnh khắc đã cùng nhau trải qua ạ.
có thể em mở lại tiếng lớn hơn một chút nhé. Ai lo việc nhà? Ba, mình nghe chuyên hóa cùng con. Nên ba mẹ phải chuyển trước tiên. Ba, mẹ em đúng là number one. Mời sớm sáng tinh mơ, ba vào phơi làm gì đây? Làm bài. Đi đôi với đi lùi, ba lên kia sắp cục thanh. Tôi nhà mình không ăn thịt nha. Sang nhà mình cùng tập thể. Cho sóng gió giang lao, tình ba với má dâng cao, như là biển lớn xa mãi mãi không cạn khô. Ba má em luôn học hành, chỉ vì em chẳng vì ai. Dù mai đời có đổi thay, lời ba má hứa không phai. Nhà mình có thấy cái video mà do ông gia đình ông bố quốc dân của cả ba chúng ta làm rất là xinh và rất là dễ thương ạ. Gia đình của anh Trung đã cùng nhau đồng tâm hiệp lực để tạo thành một cái video rất là dễ thương đúng không ạ? Nếu cả nhà mình thấy video đó rất là dễ thương, rất là hay thì mình có thể thả tim cho gia đình ông bố quốc dân được không ạ? Cả nhà mình cũng thả tim. Rất là dễ thương các bạn nhỏ, có cái dòng miền Nam rất là dễ thương luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một
sự chia sẻ một cái sự chuyển hóa của một ông bố đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Thì không biết là anh Lộc ở Cà Bá thì ở hành trình K4 anh có mặt ở đây chưa ạ? Có thể cùng giao lưu với cả nhà mình ạ. Anh có thể giơ tay để bán tổ chức có thể mở mic giúp anh ạ. Anh Lộc cũng là một thành viên rất là tích cực của hành trình K4. Dù có những lúc đã định bỏ cuộc nhưng mà đã cùng với đồng đội, cùng với đội nhóm của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hành trình K4 của mình ạ. Và bây giờ thì có thể mời anh cùng giao lưu với cả nhà mình ạ. Không biết là anh Lộc ở đâu thì anh có thể giơ tay để mọi người có thể và tổ chức có thể thấy anh được không ạ? Rồi ạ, mời anh Nhật có thể giúp anh Lộc mở mic giúp em ạ. Hành trình của chúng ta rất là đặc biệt là thường là có rất là nhiều ông bố quốc dân đó, tham gia cái hành trình này ạ. Rồi, xin chào cả nhà. Mình là Lộc. Ở Hà Nội mình cũng 50 tuổi rồi. Thì rất là duyên mình tham gia khóa mình biết tới thầy Việt Quân từ đầu năm nay. Thì mình hay nghe các cái đoạn video trên YouTube của thầy ấy, rồi biết tới khóa học lần đầu tiên sẽ vào tham gia là khóa học mà dạy con ba gốc. Thì khóa học dạy con ba gốc thì cùng với con thì mình cũng ỷ lại cho con, thành ra là cái sự tham gia của mình học của nó cũng chưa được sâu được sát. Rồi mình thấy khóa 30 ngày dạy con thì phải nói là từ nghe thầy Quân rồi đến biết các cái khóa học này thì mình thích lắm. Mình đúng là như là gọi là tìm được của báu á. Bởi vì trước đây thì tuy tuổi như này thì lý do bao biện gì đi nữa nhưng mà cái trách nhiệm mà luôn để dạy con, để muốn cho con nó trưởng thành, để không những nữa rồi cả nhà mình nữa, cả vợ, cả mọi người nữa, thì mọi người thì nói đến cái học thì cái tôi nó lớn, nói học thì không, mọi người khó nghe không muốn, thành ra là mình phải đi phải thì quyết tâm dẫn đầu để thay đổi cho cả nhà. Thì tham gia khóa học và khi mà tham gia khóa bao gốc rồi á thì mình chưa chưa thấy nó đủ đô, vì mình vẫn còn thấy thiếu nhiều lắm. Mình vẫn bông bênh, mình không chưa có cái neo nào để mình mà báo víu, để mình yên tâm để mà dạy con cả. Thì tham gia vào cái khóa 30 ngày này thì đến hôm nay thì đã hoàn thành, và mình nhìn lại thì thấy nó cũng chuyển hóa rất là nhiều đấy. Từ cái lý do đó, về cái gặp nhân duyên đó, về cái chuyển hóa đến bây giờ thì mình cũng cảm thấy rất nhàn, rất tự tại. Thì có một ngày có thể là không quan tâm đến con, hoặc là quan tâm đến con một ít thôi, cũng đã thấy nó đủ, rất là yên tâm rồi. Cái thành quả nó cũng rất là cao rồi. Ngoài cái dạy con nữa thì qua cái khóa 30 ngày mình được cô Hảo chia sẻ cùng trong ban cán sự, thắc mắc câu hỏi của mọi người, rồi cô Hảo chia sẻ thêm ngoài ngoài các cái rất là nhiều cái mục, cái chuyên đề như là tập về sức khỏe, ăn uống, về tâm linh, về rất là nhiều nhiều thứ để hỗ trợ về càng nghe tự tin. Thì sau đây rồi cũng như là con này được cả bản thân mình rồi, mình có như là cái chìa khóa nó mở sẵn, nó mở ra hết mọi cái thứ, nó có sẵn ở trong mình rồi. Bây giờ nó đúng cái thứ để mà theo, mà cái ba lem để mà dựa vào để mà hành ấy. Thì đến bây giờ vẫn là tự thực hành theo nhưng mà lười lười báo cáo, chứ thực hành là không ăn thịt đỏ, là tập thể dục này, rồi dậy sớm này, rồi có những cái người bạn gọi là đệ nhị thân đấy, thì có gì thì chia sẻ này. Cái cuộc sống mình cảm thấy là nó rất là an vui, an lạc, đầy đủ. Mình thấy đủ. Còn mình sẽ và lại rất là đang mong muốn cái khóa K5 tiếp theo nữa.
sau khóa học thì cái thôn của mình là được thưởng thưởng học lạ miễn phí. Thì mình cũng đang mong muốn khóa sắp tới để cùng cùng tham gia thì trận để rèn luyện nó thời gian được thêm nữa và nó ăn sâu được nữa thì mình thế nào mình cũng không quên được, dù làm cái gì nghĩ gì bạn đến mấy mình cũng không quên được. Là thì mong rằng cái khóa tiếp theo mình sẽ rèn nữa để cho nó thành như cơm ăn đấy. Thôi xin chia sẻ với cả nhà như vậy, rất là cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn các bạn. Rất là nhiều. Thì không biết là cho em hỏi một câu ngoài lề một chút, là không biết khi mà anh tham gia hành trình 30 ngày cũng như là anh rèn luyện đến thời điểm hiện tại, thì không biết là các con cũng như là chị nhà có nhận xét gì về anh hay là có điều gì góp ý với anh không ạ? Về mình, khi mà mình đã học, đã thấy cái điều đúng, luôn lấy ba gốc, lấy tư duy nhân quả ra để soi xét nó mọi việc. Thành ra khi mà mình lời mình nói rồi là mình tự thay đổi mình trước rồi mình nói thì cả nhà rất là thích, thì bố cũng thay đổi, thì các con thì nói là bố thay đổi cũng không cần nói nhiều với các con, các con cũng tự thay đổi. Thành ra mình chỉ đôn đốc, mình giám sát, mình được gắn kết với con, là bạn với con nhiều, thì tự nhiên nó có cái chuyện, nó có cái giao cảm với nhau, nó đi, nó hiểu. Mình có thì đưa vào các con, nó cũng rất nhanh, nó cũng rất hiểu, thế là ủng hộ lắm. Thì mình luôn luôn cả nhà bây giờ là bước sang giai đoạn gọi là đồng học rồi. Ngày trước thì là tròn vai trách nhiệm trong gia đình, vai nào vai đấy, bây giờ thêm nữa là cái đồng học, cái bạn, làm bạn cùng cả nhà, rồi là có cái đệ nhị thân là chăm sóc trách nhiệm lẫn nhau đấy. Thì cứ theo cái bố em bài học cứ đưa vào mà nó hay, nó cùng nhau ủng hộ thì nó cứ thế duy trì. Yeah. Nhất là có cái buổi họp ngày hôm nay nữa thì vừa rồi mình lại xem lại cái sách ngày xưa khi học qua của mình rồi, đôi khi nhưng không nhìn lại các cái gì mình đã ghi chép, vừa rồi nhìn lại nhưng mà thấy cái kỷ niệm như là vừa rồi ban tổ chức mà bật cái bài hát ấy, thì nó cũng dâng trào như là mới học ngày hôm qua thì vui lắm. Xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là vui từ anh Lộc ạ. Đúng như cái câu nói con cái là tấm gương phản chiếu của bố mẹ, thì khi mà gia đình bố mẹ thay đổi, con cái cũng sẽ thay đổi. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và không biết là tiếp theo đấy sẽ là ai nhỉ? Ở đây có một ông bố rồi, thì chúng ta sẽ mời một ba mẹ của hành trình, cũng là cao bố. Không biết là ở đây có chị Giang chứ ạ. Chị Giang không biết là đã vào cùng với anh em chưa ạ? Nếu rồi thì chị có thể giơ tay ạ để ban tổ chức có thể thấy ạ. Em đã thấy chị Giang rồi ạ, thấy rất là sáng rồi ạ. Em với chị ba mẹ của hành trình K4 cũng đã có một cái hành trình rèn luyện rất là vui cùng với ban tổ chức. Thì không biết là chị tối nay chị muốn chia sẻ điều gì cùng với mọi người ạ? Dạ, xin chào các anh chị tham gia buổi họp Zoom ngày hôm nay. Không biết là em nói thì cả nhà có nghe rõ không ạ? Dạ có chị ạ. Dạ. Em xin phép giới thiệu sơ một xíu. Em là Giang, cũng 40 tuổi. Đó, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên gọi là chính thức tham gia một cái chương trình về dạy con. Thế bảo là đây thực sau khi mà học xong ấy thì nó không phải là chương trình dạy con mà là chương trình đồng hành cùng con. Đó.
Và sau buổi học thì xác định một cái là trước hết là phải sự thay đổi của bản thân mình trước. Mình xin phép được chia sẻ nói sơ qua về cái việc mà gọi là cơ duyên tham gia đến cái hành trình này. Ở đây có thể là nói là anh xã mình là người dẫn dắt hoặc là chia sẻ để mà tự động là vợ đăng ký tham gia chương trình này. Đó. Và có thể là các anh chị thì là nhóm 10 của K4 thì sẽ hiểu rõ về cái hoàn cảnh của Giang. Mình là người gọi là dùng từ là ít chuyển hóa nhất, hoặc là người gọi là nó hơi khác nhất trong gia đình mình. Nên là bố bố chồng phải mất rất nhiều thời gian thì mới đưa mình đến với chương trình. Đó, đưa mình đến với BKV, đó, đưa mình với đến các cái chương trình của thầy Trần Đức Quân, và rồi mình tự nguyện tham gia vào cái K4 30 ngày bạn cùng con chuyển hóa. Thực ra nó cũng hành trình tham gia nó cũng không suôn sẻ lắm đâu. Ban đầu thì hừng hực khí thế lắm, nhưng mà đi vài ngày thì đi một tuần tuần rất ổn, xong sau tuần sau thì nó vì nhiều thứ lắm, vì cái bản thân mình là người hơi tham công tiếc việc, hơi nhiều việc, cái gì cũng ôm vào, dẫn tới là cái thời gian dành cho chương trình nó sẽ không còn nhiều giống như tuần 1. Đó. Rồi có những lúc giống như anh trước đây là chỗ anh Lộc, anh tham chia sẻ với trước là anh Lộc ạ, là cũng cũng có những lúc mà muốn dừng lại. Đó, nhưng mà mình vẫn bước hết cái cuộc hành trình và xác định rằng là đang đợi cả năm để tiếp tục tham gia, bởi vì trong cái sau cái 30 ngày K4, mặc dù là chưa chuyển hóa nhiều đâu, nhưng mà có sự thay đổi. Mình đã biết lắng nghe nhiều hơn, biết quan sát nhiều hơn, và mỗi khi mà muốn muốn làm cái gì đó mà nó thì biết lắng lại, nhìn lại mình, xem lại đó. Và các con cũng thấy là mẹ thay đổi đó, chồng cũng thấy là mẹ có thay đổi. Sau cái khóa học thì thời gian vừa rồi thả một tháng rồi, thì cũng là một cái thời gian là gọi là có nhiều biến động trong gia đình mình. Hai bé thì học online, mà học online bây giờ ai có con học online thì thấy nhiều vấn đề lắm, và bây giờ bố mẹ đang chưa biết xử lý làm sao với vấn đề này. Và mong muốn rằng là K5 sẽ có những cái tip để mà mình có thể đồng hành với con trong việc học online. Thì trong sau cái cuộc học sau hành trình 30 ngày là có một cái khoảng thời gian thì ai cũng biết rồi, bản thân mình vẫn duy trì cái việc mà không ăn thịt đỏ vào buổi tối, và duy trì cả gia đình luôn. Bạn lớn nhà mình thì rất ăn thịt, rất thích ăn thịt, nhưng mà đã dần dần là sau ban ban đầu là có những cái phản ứng, thì dần dần là thấy chấp nhận cái điều không ăn thịt buổi tối bình thường. Đó. Các bài tập thể thể dục của mà đã từng cam kết trong trong 30 ngày ấy, thì thực tế là mình không không tham gia không 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 thực hiện đều. Tuy nhiên á, là lại mình phải tham đi theo cái những cái bài tập thể dục của con đó, vì nhiều khi các bạn cũng các anh chị cũng có bên nhóm 10 cũng đã từng biết rằng là bạn bé bé lớn như mình, nghe bạn ấy bảo là cái bài tập tâm thể khí của mẹ giống như là tập dưỡng sinh á, con không có thích, con không có quen.
Thì con không thích, con không quen cái đó thì mẹ sẽ đi học theo cái của con. Mình sẽ tập bóng bàn, luyện tập tập bóng bàn cùng với con. Một cái mà mình vẫn đang duy trì đó là thiền Anapana 10 phút vào buổi sáng. Đó. Nhờ cái văn hóa mà có một buổi tối để đọc sách, xây dựng văn hóa gia đình về đọc sách ấy, thì mình chưa có giữ được đều đặn. Vì do là các bạn học online, các bạn chuyển trường, vì cái nhà mình thay đổi cái môi trường sống, các bạn chuyển trường trong một cái hoàn cảnh mà nó hơi đặc biệt một xíu, dẫn tới là nó hơi bị mất thời gian để làm quen với môi trường mới. Các bạn cũng đang từ trường công chuyển sang trường tư thì nó mất nhiều thời gian hơn, và nó có nhiều bỡ ngỡ, là cái thời gian dành cho việc học con nhiều hơn. Và bản thân mình cũng thấy rằng không hiểu vì sao bây giờ các bạn ấy học nhiều thế. Nên là chưa 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 quen cái vấn đề đó. Và một cái mà khi mà mình tham gia ở đây thì có một cái mình đang thấy đang loay hoay về cái vấn đề, sau khi mà mẹ trước đây từ trước đến giờ mình là một người cái gì cũng phải là nhất nhất trong nhà, nói ai cũng phải nghe thế nọ thế kia đó, không mẹ nói đằng tây thì con không được đi ngược lại. Bây giờ khác hơn, nhưng mà khác hơn thì mẹ để ý cái ý kiến của con nhiều hơn, nhưng mà lại cảm giác rằng hình như nó hơi bình đẳng quá, dẫn tới là đang 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 hơi hơi băn khoăn về vấn đề này. Thì hy vọng là K5 khi sau khi tham gia K5 thì mình sẽ có những cái hiểu biết hơn và có cái xử lý phù hợp hơn với cái vấn đề về bình đẳng thái quá đối với con. Dạ, cảm ơn cả nhà đã nghe lời chia sẻ của mình. À, cảm ơn chị Giá rất là nhiều. Và với cái chủ đề bình đẳng thì chắc là không cần đợi đến K5 đâu ạ. Và một lúc nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về cái chủ đề bình đẳng trong gia đình. Và hy vọng rằng là tối hôm nay thì chị Giá có thể có thêm một câu trả lời cho bản thân mình ạ. Còn nếu để nói về một điều mà chị Giá ấn tượng nhất trong K4 thì chị sẽ nói về điều gì? Về đội nhóm của mình hay là về điều gì ạ? Trong K4 á, thì mình ấn tượng nhất đó là cái việc phân chia nhóm á, để tạo một cái nhóm mà quan tâm chăm sóc đến nhau, xây dựng cái đệ nhị thân. Vì nó cũng có một cái hay đó là kể trong K4 và vậy đến tận bây giờ mình cũng chia sẻ với anh xã, đó là mình rất may mắn có được hai đệ nhị thân, đó là anh Trung tỉnh thức và bạn Thúy. Đó, hai người này đã giúp đỡ mình rất là nhiều, và cả hai giống như là bảo là giấy, cả hai là đều là trở thành đệ nhị thân của mình. Và bất kỳ khi nào mà mình nói chuyện có một vấn đề gì đó thì là hai anh chị đều lắng nghe và có những cái chia sẻ mà thực ra mình không thể ngờ đến, và từ những cái chia sẻ đó mà mình có những cái thay đổi. Ví dụ như trước khi mình nói rất nhiều, mình nói mà nói xong có nói trước khi nghĩ luôn đó, bật ra xong thì mới bị thế là lỡ miệng. Thế và nhất là với bạn bạn lớn là bạn tuổi teen, năm nay 13 tuổi, cái tuổi này bây giờ đó, thì anh Dung có một cái gợi ý mà sau đó mình áp dụng đúng một tuần là đúng là thay đổi, đó là mình không nói, gọi là dùng tĩnh khẩu một tuần, tất cả những thứ trao đổi hay gì đó là mình dùng giấy. Khi mà mình viết ra giấy thì cái tâm thế nó khác hơn. Rất cảm ơn anh Trung với bạn Thúy để đã đã là đệ nhị thân của mình trong cuộc hành trình cao bốn này. À, cảm ơn chị Giang rất là nhiều. Chúc mừng chị Giang đã tìm được
một nhóm bạn để cùng rèn luyện cũng như là tìm được người bạn thân thiết để cùng có thể trò chuyện với mình giải quyết những cái vấn đề trong nuôi dạy con cái cũng như là trong cuộc sống. Cảm ơn chị Giang rất nhiều và rất là bất ngờ khi mà cả hai anh chị anh Lộc và chị Giang đều quyết định tiếp tục tham gia với hành trình cả năm này. Và hy vọng là chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian tiếp sức cùng nhau thật là tuyệt vời vào cái hành trình tiếp theo ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ thì sẽ là sự xuất hiện của một gọi là một ông bố mà bản thân em chứng kiến được theo dõi, được chứng kiến cái sự thay đổi rất là tuyệt vời từ từ anh, một người trụ cột gia đình, một người sếp trước đây khá là nóng tính, nhưng mà bây giờ em thấy được cái sự điềm tĩnh, cái sự gọi là kiên nhẫn của anh với con cái rất là tuyệt vời ạ. Thì không biết là anh Khoa đã có mặt ở đây chưa ạ, thì có thể cùng mọi người chia sẻ đôi điều đúng không ạ? Và trước khi anh Khoa xuất hiện thì cả nhà mình có thể cùng thả tim để cảm ơn chị Giang cũng như là anh Lộc với những cái chia sẻ cái trải nghiệm của bản thân mình cả nhà. Chia sẻ màn hình anh có cho anh không về và chia sẻ màn hình anh. Dạ vâng ạ. Và cả nhà mình cho anh Khoa một gọi là một trang thảo tím, bởi vì anh đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, còn có cả slide để dành tặng cho cả nhà mình nữa đấy ạ. Chia sẻ được màn hình chưa ạ? Chưa. Anh thử chia sẻ lại nhá. Bây giờ em để cho phép. Em cho anh Phong Quyền hay là sao? Hồi giờ anh chưa có lòng nè. Tức em cho anh Phong Quyền, anh mới nhắc hay là anh tự chia sẻ? Anh ấn vào chia sẻ màn hình là được ạ. Anh ấn vào chia sẻ màn hình đi ạ. Chia sẻ ở đâu hay? Bây giờ thanh công cụ nó có cái chỗ mà. Mo à? Phải mo mà. Anh đang dùng máy tính hay điện thoại ạ? Máy tính à? Xe cơ đen. Đúng rồi. Nó được chat của mình á, ở dưới này, ở dưới cùng á, nó có chữ xe riêng màu xanh lá cây á. À, thấy chưa? Dạ, dạ thấy rồi đấy anh ạ. Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình có tương tác với chị Hồng Văn á, chị bảo là tối nay có lớp và có một cái khóa dành cho bản sự từ. Mọi người có nghe rõ không ạ? Dạ, nghe rõ anh ạ. Chị Hồng Văn chị bảo là tối nay có sự tập hợp của từ có bậc phụ huynh từ cấp 1 tới cấp 4 để mà chúng ta cùng tham gia một cái thảo luận về chủ đề về bình đẳng về con cái, thì mình cũng rất là háo hức. Và chị cũng nói rằng là Khoa có chia sẻ gì không, bạn có muốn chia sẻ gì không, thì mình cũng vui, cũng hơi bất ngờ. Mới nhận thông tin lúc trưa mình kêu là em sẽ chia sẻ, chị cho em thời gian được bao lâu, em mình cứ nghĩ là thì còn thời gian của ban tổ chức rất nhiều, thì kêu chị nói là 3 tới 5 phút được không, thì kêu dạ được, 3 tới 5 phút thì em sẽ chuẩn bị khoảng vài slide và sau đây là mình sẽ chia sẻ những cái điều của mình đã chuẩn bị. Thì để mà bây giờ mình có thể ngồi trước mấy bạn mình chia sẻ, cũng như để mình có những cái ước mơ cho hai đứa con mình trên cái slide đó, thì cũng trải qua một cái hành trình rất là dài. Và bây giờ mình nói là tại sao cái chữ toàn cầu là mơ ước hai đứa con của mình nó sẽ bay xa, nó thành công dân toàn cầu. Để làm được những điều như thế thì theo mình là nó phải vượt qua và nó phải hình thành được rất là nhiều cái nhân cách, nó mới đi tới được cái thành công dân toàn cầu. Thì bản thân mình cũng còn đang thiếu và mình cũng mong là mình tìm kiếm cái gì đó mình cùng với con mình tiếp tục để mà đi. Thì mình sẽ chia sẻ cái slide của mình. Thì hành trình của mình là 6 tháng trước thì là mình vẫn là một người ông bố cũng bình thường như mọi người khác. Tuy nhiên thì con người của mình nó chưa có sự thay đổi. Mình lẳng lặng công việc, gia đình. Mình không có khái niệm vì con cái yêu thương. Mình không có hiểu vai trò của một người bố. Và mình luôn để cảm xúc giận lắm cho bản thân mình.
thậm chí là mình dùng có quyền, một người bố có quyền mà mình thường hay mong trên công ty, có quyền mà mình thường hay lòng trong công việc, mình về áp dụng với gia đình cũng như thế. Và một ngày nọ là mình nhận ra là mình đã làm sai, mình đã làm không đúng. Và mình nghĩ là lâu nay mình cứ bố là con cứ làm theo bố đi, con cứ làm theo bố là một việc ok, con cứ làm theo bố là đúng. Tuy nhiên là một ngày nọ là mình nhận ra là như thế là không đúng, mình không phải là một ông bố hoàn hảo. Và bắt đầu hành trình thay đổi của mình nó cũng bắt đầu. Thì mình cũng được vợ mình đi từ cơ hai, vợ mình dặn giới thiệu mình vô cơ ba, và mình đi cơ ba và đi qua luôn cơ bóng. Ở cơ bóng thì mình làm ban cân sự. Thì ở đi qua được khóa 30 ngày chuyển hóa cùng con thì mình nhận được nhiều, rất là nhiều giá trị từ quý ban tổ chức cũng như là phụ huynh, vì những cái năng lượng tích cực cũng như những cái kiến thức rất là bổ ích về sức khỏe, về dinh dưỡng, về kiến thức nuôi dạy con cái, vân vân. Thì mình mới chợt nhận ra cho bản thân mình là mình làm bố cũng 13 năm rồi, từ khi con mình ra đời là mình đã làm bố rồi, nhưng mình chưa bao giờ mình học một cái kiến thức gì về làm bố hết. Mình cảm thấy là mình đang thiếu rất là nhiều, và mình còn có cái động lực để mình tiếp tục mình học. Khi có bóng dừng lại chứ mình còn học rất là nhiều thứ. Mình nhận ra là khi mình đã nhận ra mình thiếu thì mình học rất là nhiều thứ. Thì trong các buổi chia sẻ của các bạn ở Cơ Ba thì mình mới thấy rằng là có một cái slide, một cái bạn đó chia sẻ rằng là con người mình chỉ đi giải quyết có ba việc thôi. Đó là việc của chính bản thân mình, việc của hàng xóm láng giềng, của trong của bố mẹ mình, anh chị em mình, gọi là chúng ta công việc của công ty, công việc mình đang làm. Ngoài ra là mình còn một cái nữa là vũ trụ và xã hội. Vũ trụ và xã hội, ví dụ như xã hội bây giờ những chủ đề đang hot trend hiện nay như là bà Hèn và các nghệ sĩ đang với nhau, hay là của vũ trụ về đại dịch Covid bổ lỗ vân vân, thì những cái đó nó quá tầm kiểm soát, quá tầm của mình phải quan tâm rồi. Như vậy thì còn hai cái còn lại mà mình theo mình phải quan tâm, đó là cái về công việc của mình và về gia đình của mình. Thì ở hai cái này thì sau khi mà mình trăn trở rất là nhiều đêm ấy, thì mình mới nghĩ là cần phải có một cái slogan, cần phải có một câu gì đó nó thật là dứt khoát, thật là ý nghĩa để mình tách mình ra được giữa hai cái việc này. Và mình đưa ra một câu slogan cho chính mình là không mong rớt về nhà. Rớt ở đây có nghĩa là mình không mong những cái công việc về cho gia đình mình. Mình không mong những cái thông tin không hữu ích về cho gia đình. Mình không mong những cái cảm xúc tiêu cực về cho gia đình. Và mình phải như thế nào, mình phải nuôi dưỡng những cảm xúc. Khi về tới nhà là mình phải có những cảm xúc tốt cho con cái mình. Và mình phải phân loại những thông tin hữu ích để mình mong về cho gia đình mình. Và đặc biệt là không lấy thời gian của gia đình để mà làm những việc của công ty. Đó là mình rất là rõ ràng khi mình đã có sự chọn lựa. Và mình đã có những cái định hướng như vậy là mình đã có những cái action rất là cụ thể. Và để mà làm được việc đó là mình chọn hơi có hạng mục thôi. Hạng mục của vũ trụ, của xã hội là mình ít có quan tâm. Hầu như mình ít có quan tâm. Hồi xưa là một ngày mình tốn về tiếng để mình lướt Facebook, mình cập nhật thông tin, còn bây giờ mình hầu như mình không. Thì để mà không mong việc về nhà là lên công ty là mình có một cái list công việc hoàn hảo, gọi là list to-do list, là mình gạch đầu nhau hết ra. Và cứ như thế là mình giải quyết hết, là tới chiều mình về trong một cái tâm trạng rất là thoải mái, happy. Khi mình về được, mình làm khoảng được một tuần thì năng lượng mình nó rất là tích cực, về mình có thời gian cho con cái mình, cho gia đình. Thì mình kêu thế mình về nhà rồi còn thời gian lại mình làm gì? Thì Khoa mới nghĩ là mình cần phải có những cái mục tiêu nhỏ nhỏ, mình còn nhiều cái việc mình cần phải học hỏi. Và thế là mình với con trai mình mới xây dựng một mục tiêu. Thì xây dựng cái mục tiêu ở đây nó cũng là xoay quanh là thân tâm trí thôi. Tuy nhiên là có khoảng thời gian đầu tiên đó là vợ mình cũng đã làm được dón lên tường, nhưng mà mình làm không được. Vì là mình cứ nghĩ là cái mục tiêu là cái gì đó cô cỏ lắm, và mình xây dựng nó hoành tráng lên. Kế mình cứ nghĩ là xây dựng hoành tráng để cho mọi người coi nhìn thấy mình rồi. Nhưng sau từ ngày mùng 8 tháng 9 mình làm, mít tới ngày 17 mình vẫn không làm được. Sau một ngày 10 giờ đêm mình mới nhận ra một điều. Mình kêu là thật ra đây là những việc cần làm hàng ngày của mình thôi. Và mình hãy chọn lựa những việc cần làm sao cho nó hữu ích. Và bắt đầu mình tiến hành mình làm của mình xong. Thì là thân là gì, tâm là gì, trí là gì. Thì mình phải là rất là đơn giản, chỉ là những cái list công việc. Mà do mình cứ nghĩ là nó câu siêu, cuối cùng là mình làm nó không được. Rồi mình làm được. Tới ngày 17 mình mới chính thức mình làm được, là sau 10 ngày sau. Và mình cũng nhận là tâm là gì,
là chỉ là những việc uống nước đủ, ngủ đủ giấc, tập thể dục mỗi sáng thôi. Tâm là gì? Là những cái gì nộp vô năng lượng vô trong cơ thể của mình, cho con cái mình, những lời yêu thương con cái, những lời với vợ con mình, vào những khoảng mình ra khỏi nhà và những lúc mình quay về thôi, những lúc trước khi đi ngủ thôi. Mình nhận thấy là những cái vấn đề rất là đơn giản mà mình làm chưa được, mà mình cứ đòi lòng có việc cô so thì mình thấy nó quá vô lý. Rồi đọc sách, có bữa mình đã lên kế hoạch mình đọc, chứ có bữa đọc, có bữa không. Thực ra là mình thế này thế kia, mình cũng thành thật với chính mình là liệu mình làm được không. Nhìn vô bản mình vẫn thấy mình không, chưa làm được. Cho nên những cái việc rất là đơn giản hàng ngày mình vẫn không làm được, mà mình do là ban đầu Khoa cứ nghĩ là mục tiêu phải cái gì đó cô so lắm, nhưng rồi cuối cùng là mình tạo ra là những việc rất là đơn giản và mình đã liên tục mình thực hiện cho tới bây giờ. Và trong cái hành trình mình nuôi dạy con cái đến thì con cái của chúng ta nó cũng lớn lên từng ngày, nhu cầu của con cái mình cũng sẽ đi theo cái tuổi của nó, nhu cầu về tình yêu thương, nhu cầu về kiến thức, thì không có cách nào khác. Bản thân mình nghĩ là chúng ta làm cha làm mẹ chúng ta phải học, chúng ta phải tu dưỡng bản thân mình sâu cho con mình nó lấy mình thân dấu, nhìn vào mình nó học, và bản thân mình giúp đỡ đồng hành cùng con mình. Một câu nói của bạn Hổ mình cũng rất là tâm đắc: muốn cho con mình một gấu nước thì mình phải có nhiều nước hơn một gấu, mình phải có thật là nhiều nước, thậm chí là một xô một phi thì mình mới cho con mình làm một gấu được. Chứ nếu mình có một gấu, mình cho con mình một gấu là mai mốt nó hết rồi con mình nó xin nữa, nước đâu nữa mình cho, thì không còn con đường nào khác là mình phải học thôi. Thì đó là cái tâm, những cái điều mà tâm đắc mình đã nhận ra được. Và như các bạn biết là hàng ngày đó, hàng ngày chúng ta, con cái của chúng ta là những cái thực thể sống, nó hoạt động hàng ngày, nó có những cái đụng chạm, có những cái mà nó sinh hoạt nó đụng chạm, và bản thân mình cũng có những cái khó khăn trắc trở trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Nếu mà bản thân mình cộng với những khó khăn của mình, cộng với những cái khó khăn của con mình cần mình giải quyết, bản thân mình không giải quyết được, cái tâm mình nó không ăn, cái trí mình nó không sáng, và bản thân mình không có cái tình yêu thương đủ lớn thì mình không thể giúp con mình được. Đừng có nói về gì mình không giúp mình được, không giúp con mình được, thì đừng có nói gì dạy con. Bao nhiêu mình lo không xong thì sao mình dạy con được. Thì mình nghĩ là bản thân mình phải thay đổi, và ai đó là những người thay đổi chưa đủ lớn thì phải tiếp tục thay đổi và học hỏi. Thì ba điều mà mình luôn nhắc bản thân mình là hãy làm cha mẹ tỉnh thức, hãy là một người cha người mẹ tỉnh thức. Bất kỳ một cái hành động nào của con cái nó xảy ra, mình hãy đứng ở một cái góc nhìn và mình quan sát. Mình cũng đã cùng với cái nhóm tóm của mình đã review cái cuốn sách đây hơn phần nữa, và mình cũng nhận ra rất là nhiều giá trị. Cái nhóm tóm của mình từ hành trình cao ba bây giờ vẫn duy trì, nghe mấy bạn, mình vẫn duy trì và mình vẫn đang review cuốn sách làm cho mẹ tỉnh thức. Và có hai cái điều mà mình cũng đang nói, mình đang tâm niệm với bản thân mình là đừng có bao giờ mang mỏ thay đổi thế giới xã hội, hãy thay đổi chính bản thân mình thì mọi thứ thải xung quanh mình nó sẽ thay đổi thôi. Và hãy bắt đầu cho sự thay đổi. Mình nói thật với bọn là hành trình có bóng đã dừng, tuy nhiên là cái sự thay đổi của mình nó, cái nỗ lực của mình nó đã có, và cái sự mong muốn thay đổi của mình đã có, cho nên mình đã làm rất là nhiều việc. Và hôm nay mình đứng trước mấy bạn, mình nói một cách rất là giống giọt. Khi trước đây mình rất là run, mình nói không được và mình không đủ nỗ lực để mình làm việc đó, thì các bạn cũng hiểu là mình cũng đã có sự thay đổi. Thì con cái mình và con mình cũng nhận thấy điều đó, và mình nghĩ là phải tiếp tục thay đổi và để đồng hành cùng con cái. Thì cảm ơn các bạn đã dành một khoảng thời gian để lắng nghe. Bằng tổ chức cho mình 5 phút chứ chắc mình nói chắc tới 10 phút rồi. Mình đó, hồi nãy mình đã nói thử mấy lần cũng 7-8 phút không à, 9 phút rồi. Cảm ơn mọi người. Hay quá, cảm ơn anh Khoa. Sự chia sẻ của anh rất là tuyệt vời. Thật sự là bài chia sẻ của anh đó là rất là bài bản luôn đó. Có sự chuẩn bị chu đáo. Mình hồi trước mình nhận cái lời đề nghị của chị Kim Anh thì mình cũng nghĩ là mình sợ là nói trước rất là nhiều người mà mình nói nó không có, nó lật đề, nó không đúng, rồi nó cũng rất là nhiều bậc phụ huynh từ hôm một giờ có nhiều người họ cũng thay đổi rất là lớn. Bản thân mình cũng mới đi sau cho nên mình lo lắng điều đó. Mình sợ nói không đúng thời gian, không đó nói đến những cái điều mình muốn nói, cho nên là mình chịu khó mình ngồi mình làm slide hồi chiều cũng gần 2 tiếng đồng hồ. Thì giao cho 5 phút cho mình cũng làm rón rón tới chín slide, nhưng mà có slide đầu và slide cuối là không có nói gì đâu. Thì dù sao cũng cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh biết không? 2 tiếng đồng hồ của anh nhưng mà đã giúp ích cho gần 60 con người ở đây. Tiết kiệm được 2 tiếng đồng hồ đó.
nó tuyệt vời hơn nếu như anh sẵn sàng chia sẻ cái slide này cho mọi người trên cái câu lạc bộ 30 ngày đó, để cho mọi người có cái mà neo lại những gì mà anh đã nói, mọi người có thể theo đó mà có thể là lấy anh làm tấm gương để mà tinh tấn rèn luyện. Tại vì thực sự là anh và nhóm của anh, nhóm 8 của anh cũng rất là đặc biệt ở chỗ là tới lúc này là mọi người vẫn liên hệ với nhau và vẫn có một cái hoạt động chung, đó là cái review lại cái sách Làm Cha Mẹ Tỉnh Thức. Thì cái mục tiêu của 30 ngày đó chính là tạo sân chơi cho các ba mẹ, không chỉ là trong 30 ngày không, mà còn sau đó nữa chúng ta tiếp tục có những hoạt động có cùng với nhóm bạn tốt của mình để mà rèn luyện mỗi ngày, để mỗi cha mẹ để chuyển hóa thành cái phiên bản cha mẹ tốt hơn, tỉnh thức hơn, tạo cho cái mối quan hệ gia đình của cha mẹ với con cái trở nên là nó hạnh phúc vui vẻ hơn. Thì anh Khoa đã làm được những cái điều mà hành trình rất là mong muốn ở ba mẹ. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Cảm ơn anh Khoa Ngọc. Giúp cho mình một cơ hội để mình chia sẻ những cái nỗi lòng của mình, cũng như cái lời tiền đấy, tổ chức đã cho mình đi các hành trình. Cảm ơn tất cả mọi người dành phân quyền và thời gian cho những bậc phụ huynh. Dạ. Yeah. Cảm ơn. Tiếp tục chương trình thì mình xin mời chị Minh Hảo. Chị Minh Hảo sẽ trao đổi, chia sẻ về cái vấn đề bình đẳng giữa cha mẹ và con cái. Chị Minh Hảo nghe, nếu mà được giới thiệu là anh Minh Hảo, em cảm thấy rất là phê. Đã biết ơn anh Trung, biết ơn Mỹ Hảo và ban tổ chức. Thì trước khi vào cái chủ đề đó là cái chủ đề quyền bình đẳng trong gia đình, đâu là ranh giới an toàn, thì em muốn mọi người chú tâm đến một cái nội dung trong bài chia sẻ của anh Khoa, mà em nghĩ rằng anh Khoa đúng là con người thành công thực sự rồi. Và bây giờ anh sẽ trở thành một con người sống trọn vẹn. Tại sao? Mọi người thấy anh có một cái bản kế hoạch. Mọi người thấy anh ấy có cái bản kế hoạch không ạ? Đó là cái bản kế hoạch là ngày hôm nay sẽ checklist hết tất cả những cái gì mà làm ở cơ quan, làm hết đi. Sau khi những việc ở nhà checklist hết ra. Nhưng mà mọi người cũng làm theo anh cái đoạn đó đi. Mọi người cũng sẽ gặp cái thất bại như anh. Và rồi mọi người sẽ trải nghiệm qua cái thành công của anh, đó là những cái việc đấy ấy, là những cái việc không làm việc này chúng ta sẽ làm việc khác. Nhưng anh đã xác định được cái việc thân, tâm trí mới là cái việc mà mỗi ngày chúng ta phải làm. Vậy thì đấy mới là cái việc mà quan trọng nhất. Tức là dù thế nào đi chăng nữa, vật đổi sao rời, tôi cũng sẽ làm cái này cho thân của tôi cũng sẽ làm cái này cho trí của tôi cũng sẽ làm cái này cho tâm của tôi. Xong ba cái gạch đầu dòng đó là xong luôn cả ngày. Thì cái này là cái mà em đang áp dụng này. Thì em đang áp dụng cái khung thời gian mà quý báu nhất của em. Đó là khoảng từ chỉ có 2 tiếng buổi sáng. Trước đây là từ 4 giờ đến 6 giờ sáng. Nhưng bây giờ đó là từ 2 giờ cho đến 4 giờ 30 sáng là đọc sách, ngồi thiền, uống trà và nghe pháp thoại. Thì, và tập tâm thể khí. Nó chỉ có 3 cái việc đấy cho thân tâm trí thôi. Và xong 3 việc đấy là em xác định xong. Em xong công việc cả ngày. Đấy là xong công việc cả ngày. Còn công việc của Trí Tuệ Việt Nam hay là công việc chia sẻ của mọi người, công việc của 30 ngày. Thì cái đó nó mình không có tính là cái công việc của mình trong cái cuộc đời này được. Bởi vì rằng mình không làm cái việc này thì mình cũng sẽ làm cái việc khác. Nó chỉ là cái việc giống như kiểu là việc mình rong chơi ấy, và mình cống hiến cho xã hội, nhưng mà nó không phải cơm ăn ba bữa. Và anh Khoa xác định được cái việc đó là cái gì cho thân, cái gì cho tâm và cái gì cho trí là cơm ăn ba bữa, ngày nào cũng ăn và ngày nào cũng uống như vậy hết ạ. Giống như là cơm ăn, nước uống và khí thở chúng ta làm. Thì khi mà mọi người tin em đi, mọi người làm trọn vẹn ba cái đấy xong rồi nha, là mọi người cảm thấy rằng là ồ, là mình làm xong hết những việc cần làm rồi, và mình không còn cảm thấy bị quá thiếu thời gian nữa. Và anh Lộc cũng có cái điều này cả nhà nha, anh Lộc cũng có điều này. Trước đây ấy, khi mình còn đang cảm thấy rằng là mình còn đang chưa làm đúng cái việc của một người bố, thì anh cảm thấy rằng là mình muốn có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với con, mình muốn làm nhiều việc hơn với các con, nhưng vẫn cảm thấy nó thiếu và nó không đủ.
Nhưng khi anh Lộc làm đủ những cái việc của mình rồi, làm đủ những cái việc của mình tức là bản thân mình chuyển hóa, và làm đủ cái việc của mình tức là ăn không ăn thịt đỏ này, hay là những cái công việc phải cam kết về thân tâm trí, anh làm đủ cái việc của anh rồi, là anh đã thấy rằng mình sống trọn vẹn, là một con người trọn vẹn rồi. Thì lúc này không cần tương tác với con quá nhiều, mình thấy nó vẫn đủ. Và mỗi một lần mình tương tác, một khoảng thời gian mình tương tác với con, nó rất chất lượng. Mọi người hình dung ra không ạ? Nó sẽ rất chất lượng. Thì không biết mọi người có nhận được ra hai cái yếu tố này, hai cái thành công này của anh Lộc và anh Khoa không? Nhưng em đánh giá rằng cái đấy cực đắt. Thì chúng ta cứ tin đi. Mình làm đúng việc của mình trong cái ngày hôm đó rồi, trong cái cuộc đời của mình rồi. Là mình áp dụng được đúng cái công thức 80-20. Thì không biết là em vừa nói đó, thì nó không biết là có đúng với những gì mà anh Khoa đã trải nghiệm không ạ? Công thức 80-20 hả ạ? Là tức là anh Khoa anh làm đúng cái việc đó, là thân là cái gì, tâm là cái gì, trí là cái gì, xong đạt vậy rồi, đi lên cơ quan làm hết việc cơ quan, về nhà làm hết việc ở nhà, vậy là xong. Và mọi người nói rằng một ngày Hảo dành thời gian cho Minh An bao lâu? Ít lắm cả nhà ơi, ít lắm. Và đa phần là cái khoảng thời gian của riêng em và Minh An sống riêng của Minh An, chừng nào hai mẹ con connect với nhau là khoảng thời gian mà trọn vẹn, là khoảng thời gian trọn vẹn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta, giống như là chị Giang vừa nói là cái việc bình đẳng thái quá trong gia đình của nhà mình đó. Đặc biệt là với những anh chị em nào tham gia một số những cái khóa gọi là khóa chuyển hóa chính mình nhưng mà chưa đủ đô, giống như anh Lộc nói đó. Chưa đủ đô tức là mình có tham gia mà mình làm không tới nơi tới chốn rồi. Sau đó là mình cóc nhặt được một vài những cái gì đấy vụn vặt về và mình áp dụng ngay lập tức lên trên con của mình. Và mình thấy rằng ô, con của mình nó cởi mở hơn, nó thoải mái hơn. Mình bắt đầu nói chuyện được với con rồi. Nhưng dần dần theo năm tháng, 3 đến 6 tháng sau mình nhận ra một vấn đề, đó là mình đang bị rơi vào hoàn cảnh đó là nhờn với chó, chó liếm mặt, chơi với gà thì gà mổ mắt, cá mè một lứa. Ai ở đây cảm thấy mình gặp phải cái trường hợp đó thì chúng ta comment số 1 cho em. Hoặc gõ hẳn chữ tôi đi cho nó mạnh mẽ. Cá mè một lứa. Tức là trên dưới bằng nhau. Cả nhà trên dưới bằng nhau. Rồi bắt đầu là con nhờn với mình thái quá. Cái lời nói của mình không còn có trọng lượng nữa. Và mình với nó theo đúng là hai đứa bạn. Hai đứa bạn đúng nghĩa luôn. Nhưng nó không có cái ranh giới. Nếu ngày hôm nay mọi người mà có năng lực đúc kết tốt, mọi người có thể làm được cái việc này là mọi người sẽ nhận được ra cả cái vấn đề bình đẳng giữa chồng và vợ nữa. Nó là thảm họa nhân đạo của gia đình, cả nhà. Nó là thảm họa chứ không phải là một cái chuyện là việc là chúng ta chỉ thấy rằng là việc chúng ta bị mất uy tín hay là lời nói của chúng ta không còn trọng lượng. Thì không biết là K1, K2 em đã kịp giọng chưa? Nhưng với những anh chị K3, K4 em luôn giọng. Khi chúng ta thấy một điều gì hay, chúng ta hãy mang về áp dụng trên chính mình. Suy ngẫm thật kỹ và chuyển hóa trên bề mặt của tâm thức. Đừng thể hiện nó ra ngoài ngay lập tức. Nếu đang quát con, hãy cứ quát con. Nếu đang áp đặt, hãy cứ áp đặt. Và nếu đang kìm kẹp, hãy cứ kìm kẹp. Và chúng ta chuyển hóa tới đâu, chúng ta sẽ nới dần cái dây xích tới đó. Nhưng bố mẹ không làm chuyện đấy đâu. Bố mẹ thấy rằng, ôi, mình làm con mình tổn thương. Mình phải xin lỗi nó, mình phải nhận lỗi với nó. Rồi mình phải thừa nhận cái quyền của nó. Rồi, xong cái mọi người tháo xích ra. Con mình chạy như mèo hoang chó dại luôn. Và lúc này từ một đứa trẻ ít nhất còn đang trong cái cập tầm kiểm soát của mình ấy, thì lúc này chính thức đứa trẻ mất kiểm soát. Và chúng ta không còn làm gì con được nữa. Chúng ta tưởng rằng đã kết nối được với con nhưng không. Lần này chúng ta trao ngược lại cái dây xích cho nó và nó có quyền mình lôi đi. Nó có quyền lôi mình đi sạch sạch. Vậy thì cái chuyên đề ngày hôm nay của chúng ta là để tránh niệm lại, để tránh kiến lại cái vấn đề này, tránh kiến lại vấn đề này. Và đấy là lý do tại sao em nói rằng chúng ta phải học hành rất tập trung. Chúng ta tham gia cái gì là chúng ta phải tham gia chuyên nhất và duy nhất. Nó mới không bị sót. Và đến bây giờ mọi người tham gia vào cái này và mọi người rơi vào cái tình trạng đó là chuyển hóa thì không tới nơi tới chốn. Con thì không thể nào là làm chủ kết nối được với con mà lại còn bị con bị gì ạ? Nó dẫn dắt cảm xúc của mình đi mất rồi. Đây chính là cái bệnh, đó là bệnh gì ạ? Đau bụng, ăn sâm, mở sang trang bên kia thì chết. Bây giờ mới học xong, bây giờ mới bắt đầu là Hảo chia sẻ, rồi bắt đầu mình mới chịu mở sang trang bên kia nè.
chuyển hóa là phải chuyển hóa ở đây. Chúng ta chưa chuyển hóa trong này mà chúng ta đã đòi bưng ra ngoài và chúng ta sử dụng ngay. Người ta nói rằng là hoan thổ đã vội ăn đó, là như vậy đó cả nhà. Mình thấy cái gì hay cái là mình nhặt luôn về, mình áp dụng ngay trong gia đình của mình luôn. Đặc biệt là với những chị em, sau khi áp dụng được một khoảng thời gian và có tác dụng phụ một cái đó, là mình mất uy tín với chồng mình luôn. Là chồng mình dần dần không có nghe mình nói cái gì hết nữa. Vậy nguyên nhân gì dẫn đến việc là gia đình của chúng ta bình đẳng, nó mất màu, nó không mang màu bình đẳng, mà nó là cá mè một lứa? Là vì chúng ta không hiểu cái gì về bình đẳng hết. Chúng ta không hiểu bình đẳng, chúng ta không xác định được cái giới hạn của bình đẳng. Phụ huynh của em đến đón con. Con, bây giờ về theo chúng mình, hai đứa mình đi đá bóng nhá. Mình là hai thằng bạn mà. Mọi người hình dung ra cái cách chúng ta bình đẳng trên cái bề mặt của cái hình thức không ạ? Bình đẳng trên bề mặt của hình thức. Bình đẳng ở đây là chúng ta lắng nghe mà chúng ta không đưa thêm cái ý nghĩ của chúng ta vào. Chúng ta vẫn lắng nghe con một cách trọn vẹn, không đưa thêm cái ý nghĩ và cái gán nhãn của chúng ta vào cho các con. Nhưng quyền quyết định vẫn là nằm ở cha mẹ. Có những việc quyền quyết định nằm ở cha mẹ. Vậy thì những cái gì thuộc vào quyền quyết định sẽ nằm ở quyền cha mẹ. Đó là những cái gì mà ảnh hưởng trực tiếp đến cha mẹ. Thì quyền quyết định sẽ nằm ở cha mẹ. Ví dụ như mua sắm cái gì á, là tiền của cha mẹ mà. Quyền quyết định phải nằm ở mình. Con có quyền bày tỏ cái quan điểm và ý thích của con, mong muốn của con, nhu cầu của con, nhưng quyền quyết định là của cha mẹ. Vậy cái gì thuộc về quyền quyết định của con? Đó là cái gì ạ? Cái trách nhiệm thuộc hoàn toàn về con. Ví dụ như là đi sang bên cái vũng nước đó là ướt chân nha. Con quyết định dẫn vào vũng nước đó ướt chân, ok, con là người chịu trách nhiệm. Thì con sẽ là người gì ạ? Quyết định. Con muốn rằng con sẽ cắt cái đôi giày này ra để thành một đôi dép lê. Đồng ý, nếu mà nhà trường cho phép con đi dép lê đến lớp và mẹ không phải mua một đôi giày mới cho con thì con được quyền quyết định. Còn nếu mà sau cái quyết định dại dột của con ấy mà cái người trả giá lại là mẹ, tức là mẹ phải móc tiền túi ra để mua một đôi giày cho nó đó, cái người trả giá là mình này, thì mình đừng có trao quyền quyết định cho nó, đúng không ạ? Ai quyết định người đó phải chịu trách nhiệm. Mình không có hiểu cái chuyện đấy. Ok, nó có chính kiến của nó, mình sẽ cho nó thử sai. Nó sai rồi cuối cùng mình là người lãnh quả. Đấy là cái đầu tiên mà chúng ta đang đánh giá việc. Chúng ta đang xác định nhầm cái người ra quyết định. Mọi người ghi vào trong cuốn vở. Ai chịu trách nhiệm thì người đó được quyền ra quyết định. Và nếu con là người ra quyết định, rất đơn giản, con chỉ cần chịu trách nhiệm về những gì con làm. Không trách móc, không đổ lỗi. Ok, là xong. Và khi con quyết định đúng, đừng tâng bốc nó. Và nếu con quyết định sai thì đừng có vùi dập nó. Đặc biệt đừng bao giờ nói cái câu là ai bảo con không nghe lời mẹ, thấy chưa, mẹ đã bảo rồi, đúng không? Chúng ta hay trích những dẫn lời của các cụ rất là bừa bãi. Trong những trường hợp là con không ăn muối cá ươn, à cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ chăn đường con hư. Chúng ta trích dẫn bừa bãi nên đến khi là cái câu đấy cần phải đúng vào cái thời điểm phát huy tác dụng thì nó không có tác dụng nữa. Nếu con nói rằng là giống như Minh An nhà em ngày hôm qua, con nói rằng là mẹ con muốn tắm mưa, ok, thay đồ bơi ra tắm, nhưng em nói rằng là con sẽ bị ốm, con có chấp nhận điều đó không? Con sẽ bị ốm đấy. Không, con ốm được, con chỉ cần uống thuốc là được. Con đã chấp nhận cái chuyện đấy thì nó được quyền quyết định, thì mình cho nó phép quyết định cái việc đó. Đúng rồi. Ai chịu trách nhiệm thì người đó được quyền ra quyết định. Rồi, xong cái Minh An nói: mẹ ơi, con muốn vẽ cái áo này thành hình nọ hình kia. Ok, nếu cái áo đấy là áo ở nhà, mà nếu con vẽ lên và con chấp nhận rằng sau này con mặc, con vẫn mặc cái áo đó và mẹ không phải mua cái áo mới để thay cho con ấy, thì mẹ sẽ cho con cái quyền quyết định. Còn thêm một cái này nữa này, đó là cái việc mà ngoài tầm năng lực chịu trách nhiệm của con thì con không được phép quyết. Ví dụ này, con muốn vẽ cái áo này lên áo đồng phục trắng của con, con sẽ vẫn mặc áo này đến trường, nhưng nhà trường không cho phép con làm điều đấy. Và lúc đó nhà trường sẽ bắt con phải có một cái áo mới. Vậy cuối cùng người chịu trách nhiệm vẫn là mẹ. Vậy thì con không được phép vẽ lên cái áo này. Thì con sẽ hiểu, ô, quyền hạn là của nó nằm ở đó đấy, cái giới hạn của nó nằm ở đấy. Cái gì mà con phải chịu trách nhiệm hoàn toàn thì con được phép ra quyết định.
rất đơn giản. Và đấy là cái ranh giới. Dạ, đúng rồi, sai. Sau đó thì đúng thì cũng không tâng bốc con, mà nếu mà có sai thì cũng không vùi dập. Nếu mà con ra quyết định ấy, mà nó đúng, là mình sẽ phải phân tích cho con, ồ, cái kết quả này có được nguyên nhân là do đâu? Nếu nguyên nhân do chủ quan, tức là nó đến từ phía con á, nguyên nhân đến từ phía con thì tuyệt vời, là do con đã ra quyết định đúng. Còn nếu mình phân tích này, ồ kết quả này này, mà cái nguyên nhân nó không đến từ phía con, mà nó đến từ một cái vận may nào đấy hoặc một người nào đấy ấy, thì cái quyết định này của con lần sau mình sẽ vẫn phải tiếp tục cân nhắc tiếp. Đây là tư duy nhân quả nha. Em ví dụ, con quyết định là con sẽ đi bán bánh mì, đồng ý. Số vốn của con là 200.000 đồng, và con có một cái chiến lược kinh doanh của con, chiến lược kinh doanh của con. Và sau khi mà cái kết quả là con bán lời đó, là mình ngồi mình phân tích nguyên nhân gì mà con bán lời, cái số người mua bánh mì này của con là ai, là những người mà con chủ động chào mời, con chủ động quảng cáo đến họ và họ mua bánh của con, đồng ý. Vậy là có thể là diện chiến lược của con đúng. Nhưng nếu cái số người bạn mua bánh mì này này, chủ yếu là họ đến mối quan hệ từ mẹ, con sử dụng Facebook của mẹ, con đăng bài lên và mọi người mua ủng hộ con, ô, vậy cái nhân thành công này chưa chắc đã đến từ quyết định và chiến lược của con. Vậy ok, con sẽ làm lại một lần nữa, và lần này con thay đổi cái duyên đi. Thay đổi cái duyên đi, hoàn toàn không có dùng cái Facebook của mẹ nữa. Nếu lần này con vẫn thành công, tuyệt vời, chiến lược của con là được. Nếu tiếp tục Kaizen, tiếp tục thành công nữa. Còn nếu lần này thất bại, con không sử dụng Facebook của con, của mẹ nữa, con ra ngoài đường con bán nha, thì lúc này mà nó không được thì chứng tỏ sản phẩm của con có vấn đề và chiến lược của con còn vấn đề. Ok, mọi người hiểu ý tưởng không ạ? Nên là không phải là cứ khi mà con ra cái quyết định nó đúng cái là mình nghĩ, ồ, được, con giỏi, con hay lắm. Mọi người phải hình dung rằng có những lúc là hên xui. Ví dụ như nó bảo là con thích sang đường bên phải, nó có rẽ sang bên đấy. Con bảo đấy, mẹ thấy chưa? Con bảo rồi mà, đường bên này tốt hơn mà. Ok, quay lại cái nhân, con đã từng đi đường này bao giờ chưa? Con đi một lần rồi và con thấy rằng cái đèn này sáng nên con mới bảo mẹ là phải đi đường này. Được, chứng tỏ là nhân là đến từ con. Tốt, là sau tiếp tục quan sát như thế nhé. Chưa, con chưa đi đường này bao giờ, con chỉ đoán vậy thôi. Ô, vậy là con ăn may. Các em hiểu ý tưởng không ạ? Đó. Đấy là cái thứ nhất để chúng ta trao quyền quyết định cho con. Rồi. Đấy là cái ý số 1 nha cả nhà. Mọi người gõ lại cái đúc kết của mọi người đi. Đó là ai chịu trách nhiệm thì người đó sẽ là người ra quyết định. Thứ hai, cái năng lực chịu trách nhiệm đấy nó phải thuộc vào cái khả năng của con. Tức là cái quyết định đấy nó phải ở trong cái giới hạn mà con có khả năng chịu đựng được. Chứ phải con quyết rồi cuối cùng con chịu không nổi là gia đình lại phải gánh vác giúp con. Thì từ cái việc này ấy, là con nó sẽ có cái suy nghĩ về việc rằng cái gì mà mình chịu trách nhiệm được ấy, thì mình cố mình làm tới cùng. Mà đã làm rồi đấy là một mình chịu hết, một mình cân hết. Thì đấy là cái thứ nhất nha. Còn một cái về đằng sau nữa, đó là gì ạ? Đó là sau khi mà con quyết định, nếu thành công hoặc có thất bại, là mình sẽ phải phân tích về nhân quả. Nguyên nhân của thành công này nó đến là từ phía con hay đến từ phía cái duyên hỗ trợ bên ngoài. Nếu mà vì phía con thì ok, rất là tốt. Khả năng quan sát phân tích của con tốt, cần phải phát huy điểm này thêm. Còn nếu mà vì ăn may thì con không cần phải tự hào về cái này, vì nó là ăn may mà. Thì mình không có đưa nó vào để đánh giá năng lực của mình vào cái này được. Và khi mà quyết định của con sai lầm, ồ, không sao đâu con, lần sau mình làm lại. Con biết nó bị thất bại nguyên nhân do đâu không? Rồi, tiếp tục lại quay trở lại. Nguyên nhân là do con hay nguyên nhân là do duyên? Đó. Rồi, đúc kết ý này là như thế nha cả nhà. Mọi người phải ghi chép vào đó. Không có là đến lúc sau một hồi cái là lại đau bụng ăn sâm thì dở sang trang sau rồi. Một tháng sau Hảo mới lại chia sẻ lại là lại thành là chết đó. Bây giờ em nói cái chỗ sang trang này là cái chỗ chết này. Tức là có những cái chuyện mà con phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, nhưng người liên đới là cha mẹ. Rồi, ví dụ
con đi ra mưa con bị ốm. Con bị ốm mẹ có buồn không? Mẹ có chịu trách nhiệm được cùng với con không? Có mẹ chịu được. Ok vậy thì con sẽ ra tắm mưa. Con bị điện giật. Hoặc là con bị ngã gãy tay gãy chân, mẹ có chịu trách nhiệm được với con không? Không, nó quá sức chịu đựng của mẹ. Nếu mà con bị tổn thương quá nặng nề, nó quá sức chịu đựng của mẹ. Mọi người hiểu ý tưởng chỗ này không ạ? Nó quá sức chịu đựng của mẹ. Bởi vì cái này nó liên quan đến việc là liên đới. Tức là đôi khi có những chuyện là nó thuộc vào cái quyền chịu trách nhiệm của con, nhưng mà vẫn khiến người khác đau lòng, hoặc là sẽ vẫn liên đới cùng với con. Ví dụ này, trong làm việc đội nhóm chẳng hạn, con sẽ là người chịu trách nhiệm cuối cùng, nhưng người bị liên đới vẫn là bạn của con. Vậy thì con không được quyền quả quyết nghe theo quyết định của con, mà buộc con phải lắng nghe các bạn. Vậy thì lúc này chúng ta còn một cái phần đó là gì ạ? Liên đới nha cả nhà. Còn một cái này nữa này. Con đi ăn trộm, con đi buôn ma túy, con đi vay nặng lãi. Đúng không ạ? Con làm con chịu, con sẽ chịu hết. Bố mẹ sẽ không phải chịu gì cả. Con sẽ viết giấy, không ai sẽ phải chịu trách nhiệm với con. Con làm cái gì, con đi tù một mình con chịu. Không được con ạ. Thì nó còn liên quan đến vấn đề liên đới. Rằng mẹ sẽ rất đau lòng về chuyện đó, hoặc mẹ sẽ rất lo lắng về chuyện đó. Vợ và con của con sẽ rất lo lắng về chuyện đó. Anh sai đường em không chịu được mà. Đúng không ạ? Đây là những bài học dành cho những gia đình mà có con lớn hơn một chút thì mình nói những câu chuyện như thế. Những cái câu chuyện nhỏ hơn mà ví dụ như Minh An 4 tuổi chẳng hạn, 5 tuổi chẳng hạn. Con dùng dao con chịu đứt tay. Cái đứt tay đấy mẹ có chịu được với con không? Được. Vậy thì con làm đi. Kiểu thế, những cái tổn thương ở trên con, những cái thất bại của con ấy, nó không có bị liên đới quá nhiều và nó nằm trong cả sức chịu đựng của mẹ nữa. Cái này hơi khó hơn một chút, nhưng mà để mình tránh cái trường hợp là con duy tức là nó lại lấn quyền một lần nữa. Con làm mà con chịu hết mà mẹ có phải chịu đâu, nên con sẽ làm theo ý của con. Đúng không ạ? Nhưng đến lúc mà chúng ta đau quá, chúng ta chịu không nổi nữa là mình lại ra tay mình giúp đỡ nó. Thế là lúc này mình lại chuyển thành cá mè một lứa đấy cả nhà. Mình lại bị lấn ức ác. Nó không phải là quyền bình đẳng nữa mà con đang lấn lướt. Con đang quá là độc đoán và quyết đoán trong cái quyết định của con. Vì trong cái đầu nó nghĩ rằng là con quyết mà con phải tự chịu trách nhiệm. Nên là con thích thì con làm thôi. Còn con sẽ tự chịu trách nhiệm. Thì giống như em vừa nói đấy. Đó là gì? Cái áo đấy. Mặc dù con mặc định rằng con sẽ mặc cái áo bẩn đấy lên lớp vẫn được. Con không thể xấu hổ ngại ngùng về chuyện đấy. Nhưng nhà trường không cho phép con làm chuyện đó vì nó liên đới đến gì ạ? Đến hình ảnh của nhà trường, đến hình ảnh của lớp học. Có những người phải liên đới với con. Vậy thì lúc này, sau này đứa trẻ của chúng ta ra đời đấy, nó sẽ quyết định cái hành động này của nó có nên làm việc này không dựa trên hai tiêu chí. Một, mình có đủ năng lực để chịu trách nhiệm chuyện này không? Và hai, có ai phải liên đới đến cái chuyện này cùng với mình không? Mọi người tin em đi, đứa trẻ nào biết sử dụng hai cái việc này và biết tư duy nhân quả để ra quyết định ấy, thường không có ra quyết định chặt. Và nó không có nghĩ để ai phải phiền lòng quá nhiều về nó. Và mình sẽ rất yên tâm về nó luôn. Rồi, cả nhà chỗ này ai hiểu ý tưởng của cái nội dung này rồi, mình comment số 1 giúp em để mình chuyển nội dung khác ạ. Còn ai chưa hiểu thì mình comment số 2 để đó tí mình giải đáp các mắc sau nha. Đúng rồi, đó là cái liên đới thôi nha. Đó là cái liên đới. Mà ở trong Phật nhà mình gọi là y báo. Cả nhà. Tức là nó có quả báo lên tôi và lên cái của tôi. Tôi làm một việc này này thì nhân quả nó xảy ra cho tôi và xảy ra cho bố mẹ của tôi hoặc là những cái của tôi. Thì nó gọi là liên đới, mình gọi bằng một cái từ nó rất là đời và thân thuộc với mình là như vậy. Là liên đới. Rồi ok. Mặc định là anh em nhà mình đã hiểu hết ý tưởng của phần này nha. Dạ đúng rồi. Chính mình ra quyết định gì là mình cũng phải nghĩ. Tôi đi theo tiếng gọi của trái tim tôi rồi tôi học tập cho tôi. Nhưng mà nó liên đới đến gia đình nhà mình là mình phải cân nhắc làm sao để nó phải dung hòa. Rồi, cái thứ hai này. Mẹ xin lỗi con chưa? Mẹ cảm ơn con chưa? Mỗi một lần nó làm, nó giúp mình nhờ nó chẳng hạn. Con ơi, con rót cho mình chữ cốc nước nhé. Rồi nó nói, mẹ cảm ơn con chưa? Nguyên nhân này, nguyên nhân gì mà nó khiến nó bắt mình phải cảm ơn nó và xin lỗi nó? Nguyên nhân gì mà nó bắt mình cảm ơn và xin lỗi nó? Nguyên nhân rằng chúng ta đã bắt nó cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn và xin lỗi nói từ ba tấc lưỡi nói ra.
chúng ta không hiểu về cái cảm ơn và xin lỗi, chúng ta không hiểu nghĩa, mà chúng ta chỉ quan tâm về cái lễ thôi. Nên chúng ta dạy con nói cảm ơn và xin lỗi, chứ không nói cho con cái ý nghĩa của việc cảm ơn và xin lỗi. Cái xin lỗi của nó đó, thì cái bề, cái gốc của nó là sám hối cả nhà. Thì mỗi một lần Minh An nhà em là nói ra một cái lời xin lỗi quá dễ dàng, và em nói rằng là xin lỗi không quan trọng đúng không? Nói ra lời xin lỗi không quan trọng đúng không? Quan trọng là sau đây con sẽ không lặp lại cái lỗi này nữa, thì gọi là sám hối. Đúng rồi, con nhà mình thường xuyên nói mẹ cảm ơn con đi, là vì mình rất muốn con mình biết nói lời cảm ơn. Nên mỗi một lần mình làm hộ nó cái chuyện gì đó, là mình nói con cảm ơn mẹ đi. Nó còn chưa nhận được cái ơn á. Mọi người hình dung ra không ạ? Nó chưa nhận được ra cái giá trị của việc mình đã giúp đỡ nó tốt như thế nào, thì tại sao nó lại phải mẹ cảm ơn? Ở nhà thì không có nói Minh An là con cảm ơn mẹ đi, mà mỗi một lần nó đưa cho mình cái gì đó, là mình nói cảm ơn nó trước, thì sau này thì nó nói cảm ơn sau. Và cái này nó là thân giáo, nhưng ở đây em đang muốn nói này, quay lại cái ví dụ về xin lỗi nha. Lời nói xin lỗi chỉ được nói ra khi nào? Khi đó là một hành vi vô tình mà không quá làm hại đến ai, chỉ hơi làm phiền một chút thôi. Ví dụ như chẳng may dẫm vào chân này, chẳng may va vào ai đó này, chẳng may. Ồ, em xin lỗi. Và lúc này xin lỗi nó là một lời nói mang tính chất là khách sáo. Lúc này xin lỗi là một phép lịch sự. Nghe cả nhà, chúng ta chỉ nói lời xin lỗi, tức là vừa xảy ra lỗi một cái nói xin lỗi ngay, thì cái lời xin lỗi đó mình được nói là phép lịch sự, chứ nó không có cái ý nghĩa là sám hối trong đấy. Đây là cái xin lỗi mà ngay tức thời đấy. Tức là em nói là nó là cái xin lỗi gì nhỉ? Mình gọi là xin, nó là phản xạ vô điều kiện. Đúng rồi ạ. Phản xạ vô điều kiện. Tức là nó bật ra ngay lập tức, hích vào ai đó, ô em xin lỗi. Phản xạ vô điều kiện. Thì cái lời xin lỗi này chỉ nên nói ở góc độ là phép lịch sự. Còn khi mà thực sự làm tổn hại đến ai đó thì đừng vội nói ra lời xin lỗi. Và đây là bài học em nhận được từ chồng em. Phụ nữ của chúng mình khi mà có một cái xung đột gì đó xảy ra, bước một là bắt anh ta, là đổ lỗi về phía anh ta bằng được. Rồi, sau đó sau người chồng người ta chán quá rồi, người ta bảo là ok, anh sai, được chưa? Anh nói thế mà được à, anh phải xin lỗi em đi. Mình không nói thẳng ra như thế, mình mong muốn, nhưng mà mình luôn luôn mong muốn được một lời xin lỗi từ người đó. Đúng không? Mình luôn luôn mong muốn một lời xin lỗi từ người đó. Nhưng cái xin lỗi đấy nó không có giá trị gì. Và chồng em nói rằng cái lời xin lỗi đấy nó không có giá trị gì. Và đừng quá dễ dàng nói lời xin lỗi và cảm ơn với người thân của mình. Bởi vì nó là cái phản xạ vô điều kiện. Xin lỗi nó sẽ phải xảy ra hai bước. Bước một, cả nhà để ý ô chat nha, em sẽ viết bộ ô chat. Xin lỗi này, nó sẽ xảy ra bằng hai bước. Bước thứ nhất là phải biết mình sai. Và bước thứ hai là lần sau không tái phạm. Rồi, ok. Vậy thì chúng ta chỉ nói ra lời xin lỗi khi nào? Nếu trong trường hợp chúng ta xin lỗi một cách chân thành, xin lỗi bằng sám hối, thì chúng ta chỉ nói ra khi nào ạ? Chúng ta chỉ nói ra khi chúng ta cam đoan và chắc chắn lần sau không tái phạm. Còn nếu không, mình không nói xin lỗi được, mình nói rằng là em sẽ cố gắng chú ý, thì đấy là sám hối. Chứ chúng ta đừng
giống như kiểu là chúng ta cái việc xưng tội á, xưng tội ở bên đạo Chúa thì cũng giống như là sám hối ở bên đạo Phật, nhưng không ai hiểu được cái việc là chấm dứt cái việc hành động sai đấy lại thì mới gọi là xưng tội và sám hối, chứ không phải đến cuối tuần mình sám hối hết tất cả những tội vừa rồi, vậy là mình hết, coi như mình xong, mình đổ hết cái lọ nước bẩn của mình ra và tuần sau mình lại tiếp tục chút nước bẩn vào. Mọi người hình dung ra không ạ? Chúng ta để nói ra cái lời xin lỗi và lời sám hối quá dễ dàng. Vì vậy nên là con lúc nào nó cũng mẹ xin lỗi con chưa, mẹ cảm ơn con chưa. Và nó đòi cái quyền bình đẳng đấy ở tất cả mọi nơi. Đi đến đâu là ai sai ấy, nó cảm thấy ai sai với nó là nó sẽ bắt người đó phải nói lời xin lỗi với nó. Nhưng con phải hiểu thì khi trong cái trường hợp đấy ấy, một người mẹ lại đứng lên vì mình đang dạy con mình nói lời xin lỗi mà. Con mình cũng nói lời xin lỗi rồi thì con người khác cũng phải nói lời xin lỗi đi. Vậy là mình đứng lên, mình tiến lại gần đứa trẻ kia và mình nói: Anh vừa sai với con tôi rồi đó. Anh dẫm vào chân nó mà anh không biết. Bây giờ anh xin lỗi con tôi chúng tôi đi, vì tôi đang dạy cho con bài học này. Mọi người có thấy cái clip này nó quen không ạ? Cái clip được chia sẻ rất là nhiều. Clip này nói về chuyện một đứa bé, bố nó đang muốn nói từ sorry, I'm sorry. Bố nó muốn nói cái từ đó và bố nó bảo là rất là dễ, có chỉ việc là hít thở thật sâu và nó bật nhẹ ra thôi. Thì bố nó đang muốn dạy nó cái điều đấy, nhưng mà đứa con không biết nói lời xin lỗi, trong khi nó liên tục gây ra phiền toái cho rất là nhiều người. Và sau đấy có một người nào đấy làm cho nó khó chịu và nó bắt cái người kia phải xin lỗi nó bằng được. Vậy là ông bố này mới ra đề nghị với cái người kia rằng là anh hãy ra xin lỗi con tôi đi. Nhưng người kia là không có lỗi gì cả. Bởi vì ông ta là không biết rằng mình có cái lỗi gì. Ông ta đang nghe điện thoại và ông ta chẳng may dẫn vào đứa bé đấy. Ông ta bỏ đi. Và bây giờ ông ta bị chạm vào cái lòng tự ái và ông ta nói rằng tôi không có việc gì xin lỗi cả. Và đâu đấy người bố này làm quá lên bằng cách là gì ạ? Ra mời cái người chủ cửa hàng này đến và nói rằng hãy yêu cầu vị khách này xin lỗi con của tôi. Rồi người chủ cửa hàng này ra chạm vào cái lòng tự ái của họ mà họ phải tự vệ bằng cách là tôi không sai. Họ càng phủ nhận cái việc là tôi không sai. Sau đó là họ nhờ police, tức là cảnh vệ của cái cửa hàng đấy ra, yêu cầu anh ta phải xin lỗi. Và lúc này anh ta mới cúi xuống và nói xin lỗi cô bé đấy. Nó là một kết thúc rất có hậu. Nhưng em nghĩ đấy nó là một cái thiếu nhân văn, vì chúng ta không nhìn được cái gốc. Vấn đề nằm ở chỗ bước 1 là cần phải thấy rằng là chúng ta gì ạ? Bước 1 là gì ạ? Phải biết mình sai đã. Đôi khi họ biết mình sai nhưng họ không nhận mình sai, họ sẽ không nói ra cái lời xin lỗi đấy. Họ không nhận. Biết mình sai và biết rõ rằng lỗi sai thuộc về mình. Và dám nhận cái lỗi sai đấy về mình ạ. Thì mới gì ạ? Mới bắt đầu có sự sám hối lên và bắt đầu mình cam đoan rằng lần sau mình không muốn người đó phải tổn thương như thế nữa. Thì lời xin lỗi và lời sám hối đấy có tác dụng. Còn nếu không, làm ơn cứ sám hối ở trong này là được. Đừng nói ra ở đây. Lời xin lỗi sẽ được nói ra từ đây và từ đây. Khi nào nó chuyển hóa đủ nhiều rồi đó, là nó sẽ đi từ đây nó xuống đây. Còn nếu không, đừng vội vàng nói ra ở đây. Đúng không ạ? Đừng vội vàng nói ra ở đây. Mà hãy tỏ một cái thái độ rằng tôi biết lỗi rồi. Tôi biết lỗi của tôi rồi. Dừng lại ở bước 1. Chứ đừng nói rằng là tôi xin lỗi. Xin lỗi tức là từ nay trở đi tôi sẽ không làm cái chuyện đó nữa. Mình phải hiểu cái chuyện đấy. Thì đấy là cái việc mà chúng ta nói cảm ơn và xin lỗi. Đấy là chúng ta nói về xin lỗi. Mọi người hiểu ý chỗ này chưa? Xin lỗi là bằng phép lịch sự. Thì nó chính là một phản xạ vô điều kiện. Chỉ nói trong trường hợp đó. Đấy là một tình huống không có chủ đích và không quá gây hại gì đến ai. Xong. Còn xin lỗi chân thành nó sẽ bằng cái từ sám hối. Và nó phải đi ra qua 3 giai đoạn. 1 là phải biết được mình sai. Đoạn thứ 2 là gì ạ? Cam đoan và tự thấy rằng bản thân mình sẽ không bao giờ mắc phải cái lỗi này nữa. Thì sau đó mình mới đi đến cái giai đoạn thứ 3 là em xin lỗi. Còn nếu không, chúng ta xin lỗi 100 lần. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ. Ngày xưa em nhớ như thế này này. Cái đứa bé cạnh nhà em nó ăn trộm rất là nhiều lần. Lần nào bố mẹ nó cũng mày xin lỗi đi. Mày xin lỗi chưa? Mày có cam kết không? Cam kết là lần sau mày không ăn trộm nữa không? Rồi, lần 1, lần 2, lần 3, lần nào cũng cam kết. Rồi đến lúc ông bố ông chán quá giống bảo mày hứa bao nhiêu lần rồi, mày đã hứa bao nhiêu lần là mày sẽ không đi ăn trộm nữa rồi. Và đứa bé lúc này nó chốt một câu luôn này là bố nặng thinh luôn. Lần trước con xin hứa, lần này con xin thề. Mọi người có tin được lời thề của đứa bé không ạ? Nó sẽ lại tiếp tục thề.
Và nếu mà lần sau nó thè không nổi nữa, lần nó còn nói đến cái mức độ gì nữa ạ? Mà thì dung ra không? Hứa một lần, thất hứa rồi cũng nhiều lần. Đừng yêu cầu con nói ra lời xin lỗi quá dễ dàng. Con hãy ra xin lỗi bà về chuyện đó đi. Con ra con xin lỗi bà đi. Con ra con xin lỗi bố đi. Đừng làm chuyện đó. Mình chỉ làm một điều duy nhất thôi. Bước một, nhận ra cái lỗi sai của mình. Con có thấy mình sai không? Con thử căn cái xích mình xem lần sau liệu con có tái phạm chuyện này một lần nữa không. Đừng ép con phải nói ra cái từ con cam đoan. Nó không làm được đâu, bởi vì nếu cái lỗi đấy là cái lỗi do nó vô tình hoặc nó vô thức nó làm, hoặc là một cái thói quen của nó rồi đó, là mình không có ép con mình, một là phải ra xin lỗi, và hai là phải cam đoan, phải cam kết là lần sau mày không tái phạm nữa đi, thì tự nhiên cái lời hứa của con mình ấy, nó không còn cái giá trị gì nữa. Cái lời hứa của con mình nó không còn giá trị. Mỗi một lần mình muốn con mình nói ra một điều gì đấy, là mình muốn con mình rằng đừng vội vàng, con hãy chỉ nói ra cái điều mà con làm được thôi. Và bố mẹ không cần con phải hứa nhiều, bố mẹ chỉ cần hiểu rằng là con nói được điều gì và con làm được điều đó, nên hãy bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Đừng bắt nó làm những cái điều gì mà nó quá sức. Đấy là khi mà chúng ta nói về cái lời xin lỗi của con. Nhớ mà. Rồi. Bắt buộc phải đi qua ba giai đoạn. Nên đừng yêu cầu con là con ra xin lỗi bố đi. Mà mình nên bắt đầu bằng câu hỏi rằng là con có thấy mình sai không? Con có thấy mình sai không? Nếu mà con nói rằng là con không thấy mình sai, thì mình bắt đầu với một câu hỏi khác nữa là con có thấy bà buồn không? Hoặc là con có thấy ai đó bị ảnh hưởng việc gì đó bằng hành động của con không? Nếu nó cố tình trả lời là không, thì mình bỏ qua. Vì đôi khi nha, vì tự vệ nó cố tình nó nói ra như thế, nhưng cái gì ở trong này là nó biết. Nên đừng cái gì cũng bắt nói ra đằng này. Đúng không? Mình chỉ cần hỏi nó thôi. Và để cái tòa án lương tâm của con nó tự lên án. Mình không có lên án con, mình không trách móc con. Mình hỏi con có thấy con làm điều gì sai không? Không. Và bắt đầu chỗ này mình thấy rõ ràng nó làm sai mà. Thế bắt đầu mình cố gắng mình tìm mọi cái luận cứ để mình chứng minh rằng con sai. Và mọi người tin em đi, khi một ai đó đang cố gắng chứng minh là mình sai, thì mình sẽ tỏ ra là gì ạ? Nếu ai đó đang cố gắng chứng minh là mình sai, thì mình sẽ làm điều gì ạ? Cho nên em yêu cầu cả nhà phải gõ xuống nha. Nếu có một người nào đó đang cố gắng chứng minh là mình sai á, thì mình sẽ có phản ứng gì? Mình sẽ nhận sai hay là mình cố gắng chống trả? Một cái tôi giả sẽ xuất hiện. Nó sẽ cố gắng nó chối cho bằng được. Đúng, chính xác. Mình sẽ tự vệ, bào chữa, chối bỏ, phản biện. Và lúc này nếu làm cái việc này quá nhiều, thì cái tôi giả này sẽ trở thành một lớp vỏ của con và nó nghĩ rằng đó là nó. Và lúc này nó không có năng lực để trung thực với chính mình nữa. Mọi người nhớ nha. Nếu mà nó phải ở trong cái tình trạng nguy hiểm quá nhiều, luôn luôn phải bảo vệ chính mình, thì nó không có năng lực để sống trung thực với chính mình nữa. Dạ, cái tôi giả tạo sẽ trở thành lớp vỏ bọc của con, ngày nó càng dày. Nha cả nhà. Bởi vì chúng ta làm tổn thương lòng tự trọng của nó không có lòng tự trọng thì nó sẽ không có năng lực để sống trung thực với chính mình đâu. Mọi người không tin, mọi người cứ trải nghiệm trên con mình, trải nghiệm ngay trên chính mình luôn á. Mọi người hình dung thì đừng cố gắng chứng minh con mình sai. Nếu nó không nhận thấy gì sai, kệ nó. Ok, không sao, mình lại đi làm việc khác. Bắt đầu với hai câu hỏi, con có thấy mình sai không? Rồi, câu hỏi thứ hai là gì ạ? Con có thấy là ông bà hay cái người đó có tổn hại gì, bị buồn vì con, vì hành động của con không? Chỉ có hai câu hỏi đấy thôi. Nếu nó trả lời là có, ok, cứ dừng lại ở đây đã. Đừng cố gắng đưa ra một cái kết luận gì ngay tại thời điểm đấy thì sẽ được. Thứ nhất đấy là nói lời xin lỗi. Rồi, để nói lời cảm ơn, Minh An thì em rót cho một cốc nước và nói mẹ cảm ơn con đi. Mẹ cảm ơn con. Vậy lúc con rót nước cho mẹ đó, thì con cảm thấy thế nào? Bắt nó phải quan sát cảm xúc của nó. Ồ, Minh An rót nước cho mẹ, Minh An cảm thấy thế nào? Là lúc này không cần nói ra cái miệng của nó, hoặc cái miệng của nó nói một đằng, cái đầu nó nghĩ một nẻo, nhưng chắc chắn nó sẽ quay lại, nó quan sát lại cảm xúc của nó. Con thấy khó chịu chẳng hạn,
thì là sau, ồ, vậy là sau khi nào mà Minh An thấy khó chịu mẹ sẽ không nhờ Minh An nữa nha. Rồi nếu nó nói con thấy vui và hạnh phúc, vậy thì nói vậy lúc nào con muốn vui và hạnh phúc thì hãy làm điều gì đó cho một ai đó nha. Thế thôi, em chỉ focus vào cái việc đấy thôi, còn lời cảm ơn và xin lỗi không có quan trọng. Đúng không ạ? Hoặc là khi mà mình giúp nó một việc gì đấy mà nó nói mình là ồ con cảm ơn mẹ, ờ, hay quá con, mà mẹ rất là vui vì được giúp con. Mình phải nhấn mạnh vào cái chỗ nào là gốc chứ. Mẹ rất là vui khi được giúp con. Vậy mọi người theo quan điểm của em này, khi chúng ta giúp một người nào đó thì ai là người được lợi đầu tiên? Nào, khi mà chúng ta giúp một ai đó thì ai là người được lợi đầu tiên? Đúng rồi, mình là người được lợi đầu tiên vì mình chính là người cảm thấy hân hoan. Mình được sống trong cái việc rằng bản thân mình là một con người tử tế. Đấy là lý do tại sao mình thích đi giúp mọi người. Nên bản thân mình là người được giúp đầu tiên. Nên thầy Nhất Hạnh mới nói rằng không có người cho và không có người nhận. Và vì vậy nên thầy mới nói rằng là nếu có một người nào đó đó đón nhận cái sự giúp đỡ của con, có phải cảm ơn người đó chứ? Bởi vì nhờ có người đó mà cái sự giúp đỡ của con nó mới có giá trị. Còn nếu không là con lại trở thành kẻ phá hoại đúng không? Vậy thì mình không có bắt con cảm ơn mình khi mà mình giúp đỡ nó nữa. Nếu mà nó nói cảm ơn mình ấy, là mình, oh, hay quá, biết ơn Minh An nha, vì được giúp Minh An mà mẹ thấy rất là vui. Đấy, nhưng mà có rất nhiều người hiểu rất máy móc nhỉ. Sau khi nghe Hảo nói ra là không bắt con mình nói lời cảm ơn, rồi sau khi nó nhận sự giúp đỡ của mình xong nó nói con cảm ơn mẹ. Không, con không cần phải cảm ơn mẹ đâu. Ngay cái việc con cảm ơn mình là một cái việc mà con đang được sống tử tế. Trời mưa quá. Ồ đúng rồi. Dạ. Khi con cảm ơn mình thì nó nói rằng là gì ạ? Và nó đang được sống tử tế đó. Thì rất là nhiều người khi mà em được cảm à, khi mà em cảm ơn họ đó, họ sẽ nói sao đừng có cảm ơn như vậy nhé, khách sáo quá. Vậy như thế nào? Em phải làm thế nào để bày tỏ sự biết ơn với mọi người? Điều cảm ơn đấy nó là cái lễ, nó rất là tốt. Không có cái lễ đấy, lâu lâu cái nghĩa nó bay màu. Tức là nếu mình không nói cảm ơn với người khác, lâu lâu cái sự giúp đỡ của người ta ấy, nó sẽ trở thành một cái điều rất là đương nhiên. Và mình sẽ rất là vô tư và vô tâm để nhận cái điều, cái lời cảm ơn đó. Đúng không ạ? Mọi người hiểu cái ý của em này không? Tức là hãy cứ để con nói cảm ơn và xin lỗi theo ý thích của con. Nhưng điều quan trọng là hãy giúp con nhận ra nếu xin lỗi thì con nên là gì ạ? Con phải nhận ra rằng cái lỗi sai thuộc về mình thì con mới nên xin lỗi. Và cái thứ hai nữa là khi mà con yêu cầu mình cảm ơn ấy, mà nó giúp mình ấy, là mình giúp nó nhận ra cái niềm hân hoan khi mà được người khác cảm ơn và khi được người ra ta gặp dọa, khi được giúp đỡ người khác. Có dâng nước cho mẹ đúng không? Cảm ơn Minh An nha. Vậy lúc dâng nước cho mẹ Minh An cảm thấy thế nào? Vui. Lần sau con có muốn dâng nước cho mẹ nữa không? Có. Vậy lúc nào mà Minh An thấy buồn á, mà Minh An muốn vui trở lại thì đi dâng nước cho mẹ nha. Hoặc là giúp đỡ một người nào khác. Bọn trẻ con đo lực đúc kết rất tốt. Nếu nó biết là giúp đỡ mẹ sẽ mang lại niềm vui thì nó sẽ thử giúp đỡ người khác. Và giúp đỡ người khác cũng mang lại niềm vui. Và lúc này nó đúc kết ra một cái đó là giúp đỡ người khác sẽ mang lại niềm vui. Vô ngôn tịch diệt. Không cần phải nói năng quá nhiều với con, chỉ cần nói một câu thôi. Và cái năng lực đúc kết sẽ khiến cho con cảm thấy rất phê. Thì em sẽ cho mọi người thấy rằng là cái năng lực đúc kết giống như vừa nãy mà mình nói đúc kết về cái nhân quả đúng không ạ? Nguyên nhân và kết quả đó. Thì chia sẻ với mọi người một chút về cái 5 phút thôi, à 3 phút thôi, về cái năng lực đúc kết của Minh An, một cô bé 3 tuổi. Thì Minh An vì nhờ vào có cái năng lực đúc kết nên là bạn ấy sẽ thuộc khoảng tầm hơn 200 bài hát về các loại động vật gì nó cũng có thể có bài hát, nó cũng tìm được ra bài hát, hát được về cái bài động và cái con đấy. Thì đầu tiên đó là xuất phát từ cái bài thơ mẹ Hảo sáng tác cho, đó là con kiến cũng có mẹ, con kiến cũng có cha, đang đợi kiến ở nhà, bạn ơi đừng trêu kiến. Đó, cái bài thơ nó như thế. Thì bắt đầu phổ nhạc ra hát thì Minh An nó hát là con kiến cũng có mẹ, con kiến cũng có cha, đang đợi kiến ở nhà, bạn ơi đừng trêu kiến, em khóc nhè tội nghiệp em khóc nhè tội nghiệp em. Đó, nó hát cái bài đấy. Rồi hôm sau ấy, là
được được mời lên hát thì nó hát cái bài đấy. Rồi chị Chip mới bảo là em hát bài khác đi. Sau cái nó hát con voi cũng có mẹ, con voi cũng có cha, đang đợi voi ở nhà, bạn ơi đừng trêu nhé, em khóc nhè tội nghiệp voi, em khóc nhè tội nghiệp voi. Đã, kiểu thế. Thế là nó hát 200 bài hát là chị Chip chị chán thì không thèm mời mấy ngàn hát, bởi vì thế nào nó cũng chỉ hát có mỗi cái bài đấy thôi. Rồi nó chỉ thay mỗi cái con voi bằng con kiến, rồi con cá heo bằng con gì đó, nó chỉ thay mỗi thế thôi. Thì đấy là cái năng lực đúc kết. Rồi mình dạy con mình đúc kết bằng cái cách đó. Rồi còn một cái cách khác về đúc kết này, ví dụ như con mình mà chưa có năng lực đúc kết thì nguyên nhân do mình lấy ví dụ chưa đủ nhiều, cả nhà nha, cả nhà gõ xuống, nếu con mình chưa có năng lực đúc kết thì là do mình chưa có năng lực lấy ví dụ cho đủ nhiều. Em ví dụ như Minh An mà nó nói rằng là Minh An mà nói rằng là ví dụ như em dạy tiếng Anh cho Minh An thì em sẽ nói với Minh An rằng là your girl, chị Chip is girl, rồi bạn cốm is girl, tức là mình nói nửa Anh nửa Việt. Nhưng mà gì ạ, khi mà mình nói từ cái ví dụ như thế đó thì đến lúc mà mình nói về cái việc là bà ngoại thì nó không chấp nhận là girl nữa, nó không chấp nhận nó thuộc về cái phái nữ đấy, là bởi vì là nó đang đúc kết, nhưng nó đang đúc kết những cái người tầm cái tuổi nó đó. Đó thì khi mà nó đúc kết được như thế rồi đó, là bắt đầu mình lại chia ra là bà ngoại is woman, bà Hường is woman, bà nội is woman. Thì lúc này bắt đầu nó đúc kết được ra, những cái người nào mà tầm tuổi như đó thì sẽ gọi là girl, còn ai mà cứ già tầm bà ngoại trở lên đó, thì nó lại gọi là gì ạ, nó lại gọi là woman, kiểu thế. Cái ví dụ của mình nó chưa đủ tiêu biểu và chưa giống nhau, mình chưa công thức hóa được nó thì con không đúc kết được. Cái này anh em đang ở K2 sẽ rất lời, bởi vì chúng ta sẽ được học cái năng lực đúc kết này, đúc kết thành sơ đồ hóa và đúc kết thành công thức. Cái con nhà mình á, mà nó cứ sự việc này diễn ra rồi, sự việc sau mình lại phải nói lại, là do mình cái ví dụ của mình chưa tiêu biểu và mình chưa tìm được cái điểm tương đồng giữa hai vấn đề này với nhau, nên con chưa thể đúc kết ra cái công thức chung được. Vậy thì bố mẹ mà muốn con có năng lực đúc kết và muốn con học trường hợp này và nó hiểu được trường hợp kia, là bố mẹ phải tăng năng lực đúc kết của mình lên, mình phải tìm được cái điểm chung thì con nên đúc kết nó mới sát được. Mọi người tin em đi, năng lực đúc kết là một năng lực đứa trẻ cũng có thể học được. Và đừng đợi khi nào con lên cấp 2 mới bắt đầu đưa cái năng lực đúc kết và tư duy nhân quả của thầy Trần Việt Quân vào, phí dã man. Anh Khoa đã nói rồi, chúng ta phải có một thùng nước thì mình mới có thể cho con từng gáo nước một được. Nếu bây giờ mình học còn chưa đủ nhiều, mình chuyển hóa chưa đủ sâu thì con mình kia không nổi. Rồi, đấy là cái ý thứ hai của nhà mình về cái vấn đề là xin lỗi và cảm ơn nha. Làm sao đấy để con đúc kết được ra cái vấn đề là xin lỗi bản chất của nó là cái gì và cảm ơn bản chất của nó là cái gì. Nó phải đúc kết được ra cái chuyện đó. Vậy thì bố mẹ mình phải làm trước đi đã, được không ạ? Trước khi giao tiếp với con, em nói rồi, chuyển ở trong đây trước. Khi nào đủ ở đây rồi tự nhiên nó tràn xuống, rồi nó sẽ đi qua đằng này. Hoặc mình chuyển từ đây, cái sự chân thành của mình chuyển từ đây, chuyển mạnh mà nó đầy lên rồi, và nó tràn như đây, và nó đi ra đây một cách rất tự nhiên. Mình nói ra là chia sẻ từ tâm đó, chứ không phải là từ ba tốc lưỡi nữa, đúng không? Rồi một cái lưu ý với mọi người ở chỗ này, đó là khi chúng ta tiếp cận các cái phương pháp giáo dục rất mới, rất tiên tiến, rất hay, lần về chúng ta chỉ trích ông bà, và đây kết quả chúng ta phải gánh chính là cái việc con đang gì ạ, ngoi lên làm quyền bình đẳng, và nó nói tay đôi với mình là vì như thế. Khi ông bà có một hành động gì đấy mà mình đúng chính xác là ông bà đã không phản với con, đó là ông bà chụp mũ nó này, ông bà quy chụp nó này, ông bà giãn nhãn nó này, ông bà nói những lời không hay về nó này, ngay lập tức mình xả luôn với ông bà trước mặt con cái. Sao mẹ lại nói với nó như thế? Con đâu có phải như vậy. Mẹ hiểu nhầm nó rồi, ý của con có phải là như thế đâu. Bà hiểu nhầm cháu rồi, nó đâu có phải như vậy đâu, bà chưa hiểu cháu rồi. Mình chụp mũ ngay, mình xả ông bà ngay trước mặt con cái của mình. Và lúc này cái tôi của con lớn lên rất mạnh. Và em nhắc lại một câu nói rất kinh điển, đó là khi chúng ta nói, con chỉ thấy kinh nghiệm của chúng ta chuyển động. Nhưng khi chúng ta làm, là con muốn làm theo. Vậy nên khi chúng ta bật ông bà là sau này nó cũng bật mình, ngại cãi tay đôi với mình luôn.
nó là một cái công thức, nó là cái đường quy hồn mà không cần phải tập luyện, nó sẽ diễn ra đúng như vậy, đúng không? Chúng ta có được những cái sự hiểu biết và chúng ta về chúng ta chém người nhà chúng ta bằng sự hiểu biết đó. Nên tại sao em nói rằng là ngày xưa ấy là mình xung đột gia đình mình xung đột kịch tính lắm, còn bây giờ đó là mình chuyển trạng thái gia đình xung đột sang xung đột kiểu ba gốc toàn dùng từ ba gốc thôi để chặt chém gia đình nhà mình. Anh chị mình luôn lưu tâm cái chuyện này thì chắc chắn rằng bình đẳng trong gia đình của chúng ta sẽ có giới hạn. Ân và uy là hai từ khóa rất quan trọng. Ân là mình sẽ giúp đỡ con và uy là mình làm gương cho nó. Đấy là ân và uy. Bài chia sẻ của em đến đây là kết thúc. Có ba ý. Ý thứ nhất đó là cái trách nhiệm. Ai chịu trách nhiệm thì người đó sẽ được ra quyết định. Ranh giới của việc là ra quyết định, thẩm quyền của người ra quyết định. Và cái tính nhân quả trong việc là chúng ta cho các con xác định được là cái nhân và cái quả. Quả này đến từ nhân hay quả này đến từ duyên? Nha cả nhà. Cả này đến từ nhân hay quả này đến từ duyên? Không có phải là lúc nào cũng gieo nhân nào gặt quả đấy đâu. Không phải. Và cái thứ hai nữa đó là chúng ta phải giúp con nhận ra cái bản chất của việc cảm ơn và xin lỗi, chứ không phải là chỉ nói lời cảm ơn và xin lỗi. Và cái thứ ba đó là gì ạ? Sóng trước đủ đâu thì sóng sau đủ đấy. Chúng ta hãy cư xử chuẩn mực với ông bà, tự khắc con cái sẽ chuẩn mực và có ranh giới với chúng ta. Rồi, xin lỗi mọi người vì đã để lố của mọi người 12 phút. Cả nhà mình có thể comment xuống dưới cho em nếu mà mọi người cảm nhận được ba cái nội dung mà em vừa chia sẻ thì chúng mình viết chữ cảm nhận được, hoặc là tôi đã ghi chép hay như thế nào đó. Còn ai mà chưa có hiểu hoặc thắc mắc chỗ nào thì chúng ta sẽ raise hand hoặc chúng ta để câu trả lời ở ô chat. Cái câu trả lời nào mà em có thể có đủ năng lực để trả lời đó thì em sẽ trả lời mọi người. Và có những câu trả lời nào mà anh Trung, chính là ban tổ chức của hành trình K5, anh Trung thì đang là lead chính của hành trình K5, sẽ có những cái chia sẻ dành cho mọi người nếu mọi người rằng là việc muốn những sự hỗ trợ và những cái câu hỏi nằm trong cái vùng năng lực của anh là anh sẽ trả lời được cho mọi người hết. Bởi vì mọi người thấy anh Trung, cái cách anh Trung thích ke chị Giang rồi đúng không ạ? Anh sẽ có rất nhiều tuyệt chiêu. Dạ, bây giờ nha, cái em nhờ ban tổ chức của chúng ta bắn lên đây cái link Zalo và link Facebook. Bởi vì rằng là cái bài record lại này, cái bài ghi âm này sẽ được chia sẻ lại trên hai cái kênh đó. Thì em nhờ anh Hậu bắn giúp em cái đường link Facebook và đường link của Zalo ra nha. Và mọi người nhớ nha, những cái này của em ngày hôm nay nó vẫn đang là tuyệt chiêu. Nhưng mọi người dù là ứng dụng về tuyệt chiêu nhưng mà vẫn phải đi về cái chuyển hóa từ đây. Và cái hành trình K5, hành trình 30 ngày bạn cùng con, chuyển hóa sẽ đồng hành cùng với các anh chị được. Sẽ giúp anh chị làm được cái chuyện đó. Đã, anh Hậu gửi link group Zalo lên rồi đó. Thì cả nhà mình có thể join luôn vào Zalo hoặc là vào cái group Facebook 30 ngày bạn con chuyển hóa. Anh Hậu đang xây dựng các cái nội dung trên đấy và phải nói rằng anh là một người rất là trăn trở và tâm đắc. Những nội dung anh chia sẻ ở trên đó là những cái kinh nghiệm này, những bài viết này, những cái bài thơ, bài văn, những cái dạng câu hỏi để giúp con mình đã đi về gốc và đi về cái đạo đức trí tuệ nghị lực các cả nhà. Trên đó anh Trung, anh Hậu và chị Kim Anh đang ke cái kênh đấy. Mặc dù là rất là ít tương tác nhưng mà em đánh giá những bài đó rất chất lượng. Mọi người hãy follow và tương tác nha. Đó, bây giờ đến phần câu hỏi đi ạ. Em thấy có một câu hỏi nè. Đó là rất là cảm ơn mọi người vì đã ghi chép và cảm nhận được những điều em chia sẻ ngày hôm nay. Ở đây mẹ của Bobby đang hỏi về ân và uy. Trong hiểu về trái tim, trong cuốn sách hiểu về trái tim có một bài viết riêng về cái ân và cái uy này. Hay dã man luôn cả nhà. Mình nghe xong là mình hiểu liền. Ân là gì ạ? Trong tứ nhất pháp Đức Phật có dạy để có được cái ân cho người khác là mình phải làm 4 việc. Cả nhà ghi xuống dưới này. Một là ái ngữ, tức là nói lời chân thiện mỹ, nói lời hay, nói lời giúp người đó tốt lên.
và nói sự thật. Đấy là ái ngữ. Cái thứ hai là đồng sự. Đồng sự tức là cùng với con làm những cái việc của con. Ví dụ như mình cùng tắm mưa với nó này, mình cùng nó bê vác chuyện gì này, mình cùng làm bài tập với con này, mình cùng thức đêm với con này, rồi mình cùng cùng bị con nghe ăn mắng. Em đang nói về cái liên đới đấy cả nhà. Con sẽ rất sợ về cái việc rằng là mẹ bị liên đới với mình. Nhưng mà nó sẽ rất là thích mình đồng phạm cùng với nó. Thì đồng sự nó giống như thế. Rồi cái thứ hai là lợi hành. Lợi hành tức là mình làm cái chuyện gì đó giúp cho con. Mình làm cái chuyện gì đó giúp cho con. Ví dụ như là mình làm hội trưởng hội phụ huynh giống như anh Trung đó. Anh Trung là một người có ước mơ được trở thành ông bố của rất nhiều những đứa trẻ theo một cách rất tích cực nha cả nhà. Nên là anh xung phong làm hội trưởng hội phụ huynh để làm gì ạ? Để có thể tổ chức được nhiều hoạt động hơn cho con của mình và các bạn con của mình. Và các bạn con của mình nó nảy sinh ra một cái mong muốn, đó là bố chung của bạn hay quá đi, mình cũng muốn có bố chung giống như, có bố giống như là bố chung của bạn vậy đó. Thì con mình nó nảy sinh cái sự tự hào. Cái lợi hành nó rất hay. Giúp đỡ nó làm một việc gì đó. Hoặc là mình lặn lội đi, mình mua cho con một cái đồ gì đó. Lợi hành, tức là giúp đỡ nó làm một việc gì đó. Nó gần giống như đồng sự nha. Nhưng mà là mình âm thầm, mình một mình làm. Cái lợi hành này hay hơn đồng sự. Đồng sự thì nó gần giống như kiểu là đồng lõa, giống như thầy Minh nói, thầy Quân nói đó. Nhưng cái lợi hành ấy, thì nó sẽ giống như thế này này. Cái lợi hành nó sẽ giống như kiểu là giúp mà không giúp. Tức là mình giúp đỡ con thành công, nhưng mình không chứng tỏ ra là ô, nhờ có sự giúp đỡ của bố đó nha. Mình giúp, mà mình giúp một cách âm thầm thì gọi là lợi hành đó. Giúp mà như không giúp. Mà đến khi con thành công rồi thì nói rằng là, mà nó quay lại nó bảo con cảm ơn bố vì đã giúp đỡ con nha, mà chứ đâu bố có làm được gì đâu. Nguyên nhân chính ấy, bố chỉ là cái duyên thôi, còn cái nhân chính là do cái sự nỗ lực của con cả đêm hôm qua đó. Thì đấy là lợi hành. Và cái cuối cùng là bố thí. Bố thí chính là cái bánh mì kẹo giáo dục, giống như thầy Quân nhà mình nói đó. Thì cho ăn uống đầy đủ. Và mình phải dạy con thì mình hiểu rằng là con có được những cái điều này là do sự nỗ lực của bố mẹ. Cơm ăn của con, áo mặc của các con đều là do sự nỗ lực của bố mẹ. Okay. Thì đấy là khi mà chúng ta nói được về cái ân, là chúng ta thực hành được cái tứ nhất pháp đấy của Phật dạy. Một, lợi. Một là ái ngữ. Hai là đồng sự. Ba là lợi hành. Và bốn là bố thí. Hôm nào có điều kiện chia sẻ, em sẽ chia sẻ mọi người sâu hơn về cái bố thí. Vì cái bố thí hay lắm. Bố thí nó có những ba tầng của bố thí. Ba tầng của bố thí. Rồi, về cái uy. Cái uy là làm gương thôi cả nhà. Mọi người chuyển hóa đi. Sáng tập tâm thể khí đi. Rèn luyện bản thân mình đi. Chạy bộ đi. Vượt qua chính mình đi. Mình làm việc khó việc khổ trước con đi. Rồi, mình đọc sách đi. Mình cũng, trong cái giờ con học là mình cũng dùi mài kinh sử đi. Chứ mình đừng xem tivi và mình đừng lướt Facebook. Mình đừng làm việc riêng của mình. Mình đừng mua, đừng chat. Đó là cái uy của mình nó nằm ở chỗ đó. Và mình đúng giờ, mình tuân thủ đúng những cái gì mà mình đặt ra, đặc biệt là các mẹ đặt ra cái luật gì đó, là mình phải tuân thủ tới cùng. Chứ đừng đặt ra cái luật là con ơi, hôm nay là mình sẽ gì ạ? Buổi tối là không được ăn kẹo đâu nha. Nhưng mà mẹ đến tháng thì mẹ bị thèm đồ ngọt quá. Thôi mình ăn kẹo đi. Sân siêu. Luật bà ta nên là bà được quyền phá đó cả nhà. Trong nhà hàng trăm thứ luật, nhưng không có thứ luật nào mà được áp dụng riêng cho chúng ta hết, mà chỉ có mỗi con phải tuân thủ thôi. Trong nhà ít luật thôi. Chỉ nên đặt ra hai cái luật, mà hai cái luật đấy mình ke rằng là cả nhà mình lúc nào cũng có thể tuân thủ được. Cả nhà nhớ nha. Cái giai đoạn đầu mình làm luật mà không cứng nhắc thì giai đoạn sau mình không linh hoạt được. Bắt buộc giai đoạn đầu phải cứng nhắc thì giai đoạn sau mình linh hoạt được. Còn linh hoạt ngay từ giai đoạn đầu tiên của đạo luật là coi như là vỡ trận. Không có ngoại lệ trong giai đoạn đầu. Đây, con nghe mẹ nói này. Sau 9 giờ tối không ăn một cái gì nữa, hoặc sau 9 giờ tối là tắt mạng internet. Và luật này không có ngoại lệ trong 6 tháng đầu. Chơi gấu luôn. Không có ngoại lệ trong 6 tháng đầu, tức là mình đặt lệnh. Mình đặt cái luật mà nó còn kín kẽ đến mức độ như vậy luôn. Nha. Ok. Và mình cũng phải tuân thủ theo. Chứ đừng nay con đi ngủ hay là nó chạy ra ngoài xả hàng xóm chơi cái là mình tranh thủ mình bật lên một tí. Và sau giờ mà nó chạy về nó phát hiện ra là thôi lắm.
kể cả nó không phát hiện ra mình cũng không được làm, vì trung thực chính với chính mình là nền tảng của đạo đức. Thì đấy là cái uy. Không biết là cái câu trả lời của em có thỏa mãn được mẹ của Bút Đi không, nhưng mà nó là một chủ đề rất dài và chúng ta phải chia sẻ rất kỹ lưỡng. Mọi người hiểu về cái ân và cái uy. Và bây giờ ban tổ chức, em không biết là em Nhật hay là Kim Dung có ở đó không, có thể giúp chị tìm cái bài cái ân và uy trong cái trong cuốn sách Hiểu Về Trái Tim. Em không nhớ tên, không biết có phải tên của nó là ân và uy không, nhưng nội dung của nó là nói về ân và uy. Thầy Minh Niệm nói rất hay và không thể sai đâu về cái ân và uy đấy nữa. Mọi người tìm nghe cái bài đó. Thì nếu bây giờ ban tổ chức mà tìm được là ban tổ chức sẽ đẩy lên đây cho mọi người để mọi người cùng nghe nha. Nếu có ân và uy rồi đó là bình đẳng sẽ được duy trì một cách rất là có chừng mực. Không bao giờ có chuyện nhờn thì chó liếm mặt hay là chơi với gà thì gà mổ mắt đâu cả nhà. Rồi, còn câu hỏi gì dành cho em nữa không ạ? Đợi em một phút nha. Đây chị đang hỏi về cái cách là chia sẻ về cách ngủ ít. Vì thế em dậy sớm. Thì cái này là chia sẻ cho anh chị em nhà mình này. Và nó là một cái bài học rất hay. Có rất là nhiều bạn nói với em rằng là chị ơi em đi làm 8 tiếng rồi, em không có thời gian để học thêm nữa đâu. Rồi cái khoảng thời gian này em phải đầu tư thời gian để em kiếm tiền nuôi con em ăn học, em không có thời gian để học đâu chị ạ. Chỗ này có hai ý, động cơ phải đủ lớn. Ý thứ nhất này, em muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện rất nhanh thôi. Nghe đây, con phải chuẩn bị cho mẹ học xong vậy nhé. Đó là ý thứ nhất này. Có hai vị tiểu sư phụ ngày nào cũng rủ nhau đi gánh nước. Sau một năm sau thì một anh không thấy rằng là bạn của mình xuống gánh nước nữa. Thì cái chú tiểu này mới hỏi, mới chạy lên trên núi hỏi rằng: này, tại sao mấy ngày nay rồi tôi không có thấy anh xuống đây để gì ạ? Để gánh nước. Thì lúc này người bạn ấy mới nói rằng là: ồ, bạn ơi, trong những cái ngày mà tôi cùng bạn đi gánh nước ấy, thì ngoài thời gian gánh nước về với bạn xong, thì tôi tranh thủ mỗi ngày thêm nửa tiếng để tôi đào giếng. Và đến nay thì tôi đã có nước giếng rồi nên tôi không phải đi gánh nước nữa. Bài học ở đây là gì ạ? Bài học ở đây là cái công việc chúng ta đi làm kiếm tiền ấy, cả nhà, cho dù kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa, và công việc có ý nghĩa thế nào đi chăng nữa, và có hăng say thế nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ là cái việc gánh nước thôi, và ăn đong từng bữa thôi. Chúng ta sẽ để lại cho con chúng ta cái gì sau khi chúng ta chết? Cái tư tưởng về đào giếng. Hằng ngày 8 tiếng chúng ta đi làm rồi, chúng ta phải dành ra thời gian ít nhất 30 phút để tự học. Ai ở đây là người muốn rằng con của chúng ta là người sẽ tự học suốt đời, chứ không phải sau khi có tấm bằng rồi, để kiếm được ăn rồi, là chỉ có đi làm và kiếm ăn thôi, và không có học thêm nữa. Em tin chắc chắn rằng ở đây ai cũng muốn rằng con mình có cái đam mê rằng tự học suốt đời, đúng không? Vậy thì mình phải để trong cái đầu nó một cái ý nghĩa rằng phải đào giếng. Và cái 30 phút mỗi ngày mình học ấy, là cái việc mình đào giếng. Vậy thì khi mình đã học đủ nhiều và mình chuyển hóa đủ sâu rồi ấy, thì cái việc đi làm kiếm tiền và để lại tiền cho con cái không còn quá quan trọng nữa. Vì để hòm vàng hòm bạc cho con cũng không bằng để lại cho con thói quen đọc sách cơ mà. Thói quen đọc sách chỉ là cái ví dụ thôi nha. Mà là gì ạ? Năng lực tự học và cái ham muốn được tự học mới là cái cuối cùng. Đúng không? Đó, vậy thì động cơ phải đủ lớn thì mình mới dậy sớm được nha. Thứ nhất là động cơ phải đủ lớn mới dậy sớm được. Tức là giống như anh Lộc, giống như là anh Khoa của chúng ta. Việc của anh ấy là tâm thể khí. Thức ăn cho ba cái thể này nó đủ là cái việc chúng ta đào giếng. Nếu mà ba cái việc đấy nó đủ rồi ấy, thì mình không quá quan trọng rằng con mình sẽ phải ăn thịt bò, con mình sẽ phải ăn cá hồi Na Uy, con mình sẽ phải đến trung tâm này, đến trung tâm nọ, và con mình sẽ phải mặc cái này, mặc cái nọ nữa. Vì nếu nó biết sống đủ, nó sống trong cái tầm đó là sống biết đủ rồi đó,
thì cái chuyện chúng ta phải tích lũy một số lượng tài sản lớn và để lo cho con ấy, không còn quá quan trọng đâu cả nhà. Thì ngày hôm nay gieo duyên với cả nhà như vậy rồi, biết đâu đến một ngày mọi người sẽ ngấm được cái câu chuyện này. Hy vọng rằng là sẽ không chỉ mỗi mình chị Yến thằng chạm cái câu chuyện này thôi. Thì cái bí quyết của em để mà có thể dậy sớm và tỉnh táo cả ngày, thì đây là cái bí quyết mà thầy Wenka và sư phụ của thầy Wenka là thầy Ubakin. Mọi người có biết thầy Ubakin là người Miến Điện nha. Và thầy đầu tiên thầy là bộ trưởng của một bộ thôi, và khi thầy ứng dụng được phương pháp thiền Vipassana vào thì thầy làm bộ trưởng của 7 bộ luôn cả nhà, mà không hề quá tải. Bởi vì đây là năng lực làm việc trong tỉnh thức, và mới đây em mới bắt đầu thực hành được điều này khoảng tầm hơn một tháng nay thì em thấy hiệu quả quá phê. Trước đây dậy lúc 3 giờ thì vẫn có tình trạng là bị mệt, bị oải. Thì bây giờ là cả ngày của em là nó tỉnh, nó chỉ cần đi qua được cái ngưỡng nửa tiếng sau khi mình dậy được thôi là nó sẽ rất là khỏe khoắn. Là bởi vì mình biết thường xuyên quay trở lại hơi thở và mình dừng cái suy nghĩ này. Mọi người hình dung cái quạt mình bật mà từ 0 giờ mình bật 7 ngày liên tục cái quạt, thì sớm muộn gì cái quạt đấy nó cũng sẽ hỏng rất là nhanh, tuổi thọ của nó giảm xuống còn 10 lần. Nhưng mình cứ bật 2 tiếng mình cho nó nghỉ 10 phút, mình cứ như thế thì tuổi thọ của nó lại tăng lên gấp 10 lần, mọi người tin không ạ? Thì đấy là cái cách mà chúng ta phải bảo trì cái CPU của mình. Thì đây chính là cái cách mà cái thiền nó vận hành. Nói về thiền sợ mọi người dị ứng thì thôi mọi người gọi là bình an đi, ngồi bình an. Nhưng chúng ta có một thói quen xấu là chúng ta làm việc cật lực khoảng tầm 2 tiếng thì chúng ta mình cho phép mình nghỉ giải lao khoảng tầm 1 phút hoặc là 5 phút. Trong 1 phút đấy và 5 phút đấy thì mình lại không nghỉ giải lao mà mình chọn làm một việc dễ dàng hơn. Đó là nghe một bản nhạc, đó là tranh thủ làm một việc gì đó, đó là tranh thủ check in hay tranh thủ Facebook kiểu thế. Mọi người nghĩ rằng là làm cái việc đấy thì mình không phải nghĩ, nhưng không phải. Lúc đầu mình vẫn nghĩ bình thường. Mình nghỉ giải lao là mình phải ngừng nghĩ. Và có một cái phương pháp để cho mọi người biết cách ngừng nghĩ, mà có một người thầy ở Việt Nam đang dạy cái phương pháp này quá hay và quá phê. Đó là cái lớp sờ cái bụng 21 ngày của thầy Dương Công Minh. Number one, mọi người nên tìm hiểu. Không biết anh chị em nào ở đây có cái link của sờ cái bụng không, mọi người gửi lên đây giúp cho mọi người anh chị em chúng ta quan tâm. Ai đang quan tâm về con, join ngay vào 30 ngày bạn con chuyển hóa. Ai đang muốn tìm về cái việc là quân bình, mình đang bị quá tải đó, mình đang bị tha, mình đang bị quá tải đó, thì mình quay qua lớp sờ cái bụng và mình quay sang lớp 30 ngày bạn con chuyển hóa cũng được. Từ sau khi kết thúc lớp đấy mình sang lớp này không sao, học cái gì cũng được, miễn là chuyển hóa từ đây nha. Và đừng vội làm cái gì nếu mình chưa sẵn sàng. Cái chỗ này nó chưa đầy, nó được một chan xuống đến đây ấy, thì mình đừng nói ra. Nó chưa đầy ở đây, đừng chan lên đây thì mình đừng nói ra. Rồi, anh Trung đang nói về cái, anh Trung đang đẩy cái link sờ cái bụng lên rồi đấy ạ. Bây giờ cả nhà mình có một câu hỏi về việc đó là làm sao để chơi chung với em bé. Rất thương em bé nhưng mà em khá là lười và không có chút năng lượng nào. Thấy em bé buồn em cũng đau lòng, nhưng mà em không hòa nhập được với thế giới trẻ con được. Bé 10 tuổi thì mình đã có nước đâu mà mình cho các con nước được. Hình dung ra không ạ? Bây giờ Hảo có thể chỉ ra cho mọi người 5-7 tuyệt chiêu, 10 trò, 15 trò. Đúng không ạ? 10 trò, 15 trò. Nhưng chưa hết 15 trò đấy cái mọi người hết luôn. Thế bây giờ cái vấn đề của bạn là bạn đã hiểu được ra rằng bạn không có năng lượng rồi. Phải chuyển hóa đi, phải đào giếng cho mình đi, phải tạo cho mình một cái suối nguồn hạnh phúc, không bao giờ phải đi gánh nước nữa. Phải học đi, bắt đầu từ 30 phút mỗi ngày. Bắt đầu từ 30 phút mỗi ngày nha. Vậy thì hãy thử với sờ cái bụng, hãy thử với 30 ngày bạn muốn con chuyển hóa, hãy thử với lớp tranh kiến của thầy Trần Minh Quân, hãy thử với bất cứ thứ gì. Nhưng hãy làm đã. Đúng rồi, đào cho mình một cái suối nguồn hạnh phúc đi nha cả nhà. 30 ngày, 30 phút mỗi ngày cho việc học. Muốn học cái gì cũng được, nghe pháp thoại, nghe hiểu về trái tim, cái gì cũng được. Cứ học đi, lần lần đó. Khi học trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện, đúng không ạ? Cái câu đấy mọi người ai cũng nghe à? Rồi, ok. Vậy bây giờ mọi người có thể hoan hỉ là sẽ cho chúng em khoảng tầm 5 đến 10 phút để anh Trung chia sẻ một chút về cái 30 ngày bạn cùng con chuyển hóa không ạ? Mọi người có hoan hỉ cái chuyện đó không ạ? Cả nhà nhớ rằng là khi mà chúng em mở cái lớp này ra là hoàn toàn là không có nghĩ gì đến cái chuyện là chốt sale hay cái gì nha. Gieo duyên rất tự nhiên. Và mọi người vào lớp cũng được, không vào lớp cũng được. Nhưng em hiểu rồi, mọi em đang seeding một hạt giống vào trong mọi người. Dạ, em mời anh Trung ạ.
Biết ơn mọi người đã dành thời gian. Cảm ơn bạn Minh Hảo đã chia sẻ những kiến thức rất là thú vị. Thì lúc nào gặp Minh Hảo là cũng nghe những kiến thức rất là bổ ích và có thể ứng dụng ngay vào thực tiễn luôn á. Để tiếp tục gặp Minh Hảo thì anh chị có thể tham gia vào khóa 5, K5 của 30 ngày bạn cùng con chuyển hóa. Mình xin chia sẻ màn hình về cái K5 này. Không biết anh chị đã nhìn thấy màn hình chưa ạ? Thấy rồi em ạ. Phiên bản đặc biệt đấy nha cả nhà. Lần này K5 thoát xác hoàn toàn đã đổi màu luôn. Mình kế thừa từ K1 tới K4 của 30 ngày bạn cùng con chuyển hóa. Thì sang K5 này thì mình ban tổ chức đã cải tiến đến 80% về cái nội dung. Nó chỉ là về cách nhìn thôi. Thì cái mục tiêu của ban tổ chức với hành trình K5 này thì đó là tạo ra cái sân chơi cho các ba mẹ cũng như là các thầy cô cùng các con để mà đồng hành trong cái việc mà nuôi dạy rèn và làm bạn cùng con. Thì với K5 này á, là ban tổ chức quyết định là cái phần học phí là tùy tâm, không đặt ra một bất kỳ một cái mức học phí nào hết, để các ba mẹ cũng như thầy cô nhận được cái giá trị như thế nào thì mình đóng góp như thế đó, có thể đóng góp về tài chính, có thể đóng góp về công sức, về sự đồng hành. Các phụ huynh và các phụ huynh chỉ cần là mình có một số tiền cam kết, mình có số tiền cam kết cùng đồng hành cái bài tập của hành trình, chỉ vậy thôi. Cái ngày khai giảng dự kiến là ngày 7 tháng 10 và cái ngày chốt link đăng ký là sáng trưa chủ nhật ngày 3 tháng 10. Ở K5 này đã được cải tiến nhiều và chúng ta sẽ nhìn cái quá trình nuôi dạy con mình giống như là quá trình trồng một cái cây. Đây, những cái nét mới của K5 là cha mẹ sẽ được trải qua những cái chủ đề thú vị như là chúng ta đang trồng cây lúa hay là cây xương rồng và có những bài thực hành cụ thể. Rồi chúng ta nên cân bằng cái môi trường khi trồng cây như thế nào. Đó là thực hành qua cách là thực hành kỷ luật tích cực với con. Rồi chúng ta đang đặt mục tiêu là trồng cây ăn hoa quả, cây lấy hoa ngắn ngày hay là cây ăn quả hay là cây cổ thụ. Thì đó là những cái phương pháp về giáo dục sớm hay là giáo dục liên tục. Với hành trình 30 ngày mới này thì chúng ta trải qua 70% nội dung là các bài tập thực tiễn liên tục hàng ngày áp dụng vào cuộc sống. Và điều đặc biệt nữa là những bài tập này được thiết kế cho các con có thể áp dụng từ độ tuổi từ 0 tuổi tới 22 tuổi. Có nghĩa là khi tham gia vào hành trình thì các ba mẹ được chia vào các nhóm có con cùng độ tuổi với nhau để chúng ta dễ dàng tương tác, học hỏi cũng như là sẽ hình thành nên một cái nhóm cha mẹ, nhóm bạn tốt có đồng hành cùng nhau không chỉ là 30 ngày không mà còn sau đó nữa. Một điểm đặc biệt nữa là với các con từ 9 tuổi tới 22 tuổi thì được ban tổ chức tạo điều kiện để nói lên nỗi lòng của con với ba mẹ trong qua một buổi Zoom giấu mặt. Các con có thể không cần mặt cam, có thể không cần để tên. Các con chỉ cần chia sẻ câu chuyện của con và nỗi niềm của con, mong ước của con đối với ba mẹ. Và đương nhiên trong buổi Zoom này là không có mặt của ba mẹ, chỉ có các con và ban tổ chức thôi. Đó là một cái tạo điều kiện cho các con nói lên nỗi lòng của mình và cũng như là cơ hội để sau này ba mẹ nghe lại, ba mẹ hiểu được nỗi lòng của các con. Mục tiêu của
30 ngày ở từ cái năm này, đó là mong muốn xây dựng hành trình không chỉ là khóa học thông thường gói gọn trong 30 ngày, mà sẽ là sân chơi chung của ba mẹ và con cái, và mở rộng hơn nữa là câu lạc bộ cho mọi gia đình trên khắp Việt Nam mong muốn tận hưởng cái niềm vui hạnh phúc trong quá trình trồng cây nuôi con của mình. Chính vì vậy ban tổ chức mới không đặt ra cái mục tiêu là học phí, mà chỉ đặt ra cái mục tiêu làm sao để ba mẹ cam kết đồng hành cùng chương trình. Và mở rộng thêm một đối tượng nữa, đó là các thầy cô. Chỉ cần các thầy cô giới thiệu ba mẹ và các ba mẹ cam kết cùng các thầy cô tham gia hành trình, thì cái nhóm đó không cần phải đóng tiền cam kết tham gia hành trình. Có nghĩa là chỉ cần các thầy cô giới thiệu là chúng ta đã yên tâm có được cái mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình cùng chung tay trong quá trình chuyển hóa bản thân để mà đồng hành cùng con phát triển. Thì đó là cái mục tiêu mà 30 ngày đặt ra, làm sao lan tỏa cái giá trị tốt đẹp này cho càng nhiều gia đình càng tốt. Thì cái yêu cầu để mà tham gia hành trình rất là đơn giản. Đó là thứ nhất là cam kết thực hiện mỗi ngày, thực hiện bài tập. Thì quan trọng nhất là tự suy ngẫm, phải có ngoài những cái kiến thức mình học được, phải suy ngẫm để có sự tư duy và sự thực hành. Đó là làm bài tập liên tục. Điều thứ hai là cần trung thực với chính mình, để chúng ta biết được chúng ta đang đứng ở vị trí nào, đang ở đâu, chúng ta cần cải tiến những điều gì, cần đi về hướng nào và cần đồng đội hỗ trợ ra sao. Giống như ở buổi đầu giờ thì các anh chị có nghe bạn Giang chia sẻ. Bạn Giang rất là mạnh mẽ, rất là nghị lực. Bạn đó luôn biết được là mình yếu chỗ nào, mình thiếu chỗ nào và sẵn sàng chia sẻ với đồng đội. Và nhờ đó thì đồng đội cũng biết được nỗi khổ bạn đó và có cái nhìn khách quan để mà có những lời khuyên cũng như là có những bài tập hướng dẫn bạn đó vượt qua những cái những việc mà đôi khi ở trong sự vụ mình không có nhìn ra được, nhưng người đồng đội của mình sẽ nhìn ra và hỗ trợ mình. Cũng có một điều là như Hảo đã chia sẻ lúc nãy, là chúng ta trong quá trình hành trình chuyển hóa này là chủ yếu là chúng ta phải chuyển hóa từ bản thân, phải hiểu được những gì chúng ta học và ứng dụng vào bản thân trước khi mà áp đặt người khác làm, trước khi áp đặt chồng con để làm theo. Thì bạn chỉ yêu cầu người khác làm trừ khi người khác công nhận mình đã chuyển hóa tốt, chuyển hóa thành phiên bản tốt hơn. Còn không thì mình vẫn phải khổ luyện, vẫn phải tự chuyển hóa mình trước. Mà chỉ cần cam kết đủ 3 điều trên thôi là bạn có thể tham gia hành trình này. Hành trình này thì chúng ta vẫn sẽ bắt đầu từ 4 giờ rưỡi sáng và kết thúc khoảng 6 giờ. Thì cái module của hành trình này nó sẽ khác một chút so với K1 với K4. Đó là lý thuyết chúng ta sẽ nói ít thôi, mà chúng ta sẽ tập trung nhiều vào khâu thực hành và chia sẻ, để các học viên có thể cảm nhận được cái giá trị ngay trong buổi học. Để giúp cho ba mẹ tinh tấn trong việc rèn luyện thì ban tổ chức có đề ra cái gọi là nội quy đó, về số tiền cam kết cũng như là các hình thức kỷ luật. Nó cũng đơn giản giống như từ K1 tới K4 thôi, không có là có gì là khó khăn hết. Chỉ riêng con cái là cái tiền cam kết sẽ được hoàn trả
sau khi chúng ta kết thúc cái hành trình 30 ngày và thời gian thử thách sau đó là khoảng 2 tuần nữa. Cho tới khi nào mà K6 mở thì lúc đó chúng tôi mới hoàn trả cái tiền cam kết để đảm bảo rằng sau khi hoàn thành cái hành trình 30 ngày rồi, kết thúc hành trình khóa học rồi, sẽ có những cái bài tập tự rèn luyện. Thì các cha mẹ cùng thầy cô cũng có thể là tự thử sức mình rèn luyện theo cái hướng dẫn của ban tổ chức mà không bị rớt lại. Thì cái số tiền cam kết đó sẽ được giữ duy trì cho tới khi mà K6 mở, chuẩn bị một hành trình mới. Thì lúc đó nếu ba mẹ không tham gia tiếp tục vào K6 thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại số tiền cam kết đó. Còn nếu mà tiếp tục tham gia K6, tiếp tục rèn luyện thì số tiền nó sẽ chuyển qua bên K6. Trong hành trình này thì để mở rộng cái hiệu quả của hành trình thì ban tổ chức cũng rất mong muốn các anh chị tâm huyết tham gia vào đội ngũ ban cán sự. Thì trên trang web cũng có ghi rất rõ là những việc cần làm của ban cán sự cũng như là các tiêu chuẩn lựa chọn ban cán sự. Thì anh chị có thể vào trang web mà mình đã chia sẻ ở trên ô chat và sắp tới sẽ chia sẻ ở trên các group Zalo để anh chị có thể hiểu được những đóng góp cũng như là những việc làm của ban cán sự là như thế nào để giúp cho cái hành trình 30 ngày này được lan tỏa một cách mạnh mẽ và có giá trị hơn. Đây là dưới đây là một số hình ảnh của các học viên sau khi tham gia hành trình của những khóa trước. Và cuối cùng là cái ngày khai giảng sẽ rơi vào ngày 7 tháng 10, tức là khoảng 11 ngày nữa. Nhưng mà Linh sẽ đóng sớm trước 4 ngày để mà chuẩn bị cho công tác tổ chức. Thì rất mong anh chị xem qua cái trang web này, mình đã gửi cái link đó. Và nếu được thì lan tỏa cho những người mà anh chị cho là cảm thấy cần, phù hợp với khóa học để giá trị của khóa học được lan tỏa nhiều hơn. Xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe. Cảm ơn anh Trung. Mọi người thấy luật chơi gắt không ạ? Trước đấy nếu mà em Hảo thì gần như là không có follow gì cái chuyện mọi người làm cái gì hết ạ. Cứ chia sẻ thôi, rồi ai thấy cảm thấy hay chạm là tự họ sẽ làm. Nhưng mà nói chung là mọi người sẽ chuyển hóa rất là tốt, nhưng cái số lượng nó quá ít. Và tổ chức mới đưa vào đúng không? Mọi người phải hình dung là như này này. Vô cùng tàn nhẫn thì vô cùng yêu thương. Bởi vì ban tổ chức được kiện toàn là những anh chị em đi lên từ thành viên cả nhà tham gia một khóa này, xong rồi lại tham gia hai khóa này, xong rồi đi vào ban cán sự này, rồi bây giờ trở thành ban tổ chức. Nên anh chị đứng ở vai trò là những thành viên tham gia và sẽ thấy rằng là chuyển hóa trong 30 ngày đã khó khăn và thiếu sự chủ động rồi, thiếu sự tập trung rồi. Thì đến sau đấy xong á, là anh Trung đang để một cái câu trong landing page của chúng ta là gì ạ? Ngựa quen đường cũ, đang bị ép thì phải làm thôi. Vậy nên là đã tăng cái tiền cam kết lên thì chớ, mà lại còn sau khi kết thúc hành trình những 2 tuần sau mới lại được nhận lại tiền cam kết. Nhưng thực ra đó, làm cái gì thì làm, và có gắt đến đâu thì gắt, cũng chỉ mong muốn rằng chúng ta có được hiệu quả tốt nhất thôi. Và mọi người nhớ, vô cùng tàn nhẫn là vô cùng yêu thương. Và đây là chia sẻ xuất phát từ tâm. Anh Hậu đang gửi cái nhóm Zalo. Vâng đúng rồi, tăng áp suất lại cho bản thân mình nha. Anh Hậu và anh Trung đang gửi cái nhóm Zalo cũng như là cái landing page 30 ngày bạn có chuyển hóa. Thì mọi người có thể join vào nhé. Còn một cái nữa, đó là bây giờ là 10:15. Thì ai còn câu hỏi gì về vấn đề con cái và cái vấn đề là bình đẳng thì chúng ta có thể là comment xuống dưới hoặc là giơ tay trả lời, hoặc có chỉ điều gì đó chia sẻ, chúng ta raise hand lên được không ạ?
Ngày hôm nay thì em thấy có khá nhiều anh chị em trong hành trình văn hóa đọc K2 này. Sáng mai mình lại được gặp nhau rồi đúng không ạ? Chà nhau suốt ngày không à? Có anh chị em nào muốn phát biểu gì không ạ? Nếu mà không thì em đi đâu là em cũng muốn mời chị Kim Anh hết luôn ạ. Là chị Kim Anh là gọi là bà đỡ của 30 ngày luôn á cả nhà. Chị đi từ K1, tức là từ khi mà chạy random rốt ra từ 30 người, 50 người đó. Đến bây giờ là khóa 5 rồi. Rồi bây giờ đứng thẳng vào là ban tổ chức của hành trình 30 ngày rồi. Tức là đã trải nghiệm làm lính, trải nghiệm cả làm quan rồi đó. Là em rất là muốn chị Kim Anh cho em một vài lời phát biểu để truyền cảm hứng cho anh chị em mình chuyển hóa. Thì trước khi em trả lời câu hỏi của mẹ đi bước tiếp theo nha. Em mời chị Kim Anh. Cảm ơn Minh Hảo. Cả nhà có nghe rõ không ạ? Chị Kim Anh đến K5 vẫn đẹp. Vẫn đẹp 5 lần so với K1. Cả nhà. Nghe rõ chị ơi. Bảo hôm nay thì cũng đột xuất được Minh Hảo lại bảo chị Kim Anh được giới thiệu. Thực ra là cuộc sống thì ai cũng muốn là thứ nhất là bản thân mình có những sai, biết sai thì mình để có cái để mình sửa. Và thứ hai để sửa được thì chúng ta cần phải có đi cùng đồng đội, có đệ nhị thân. Và thứ hai, ba nữa là gì? Giúp bản thân để hiểu được và thì chúng ta lại cùng nhau là dấn tham sau khi mình tham gia các hành trình thì mình tham gia dấn thân vào ban cán sự đấy, giúp cho mình trưởng thành hơn. Thì sau khi mà bản thân trưởng thành lên thì cũng đang dấn thân thêm một cái giai đoạn mới, thì mong mọi người cùng nhau tham gia vào K5 để cùng ban tổ chức có những cái hành trình mới, có những trải nghiệm mới. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Em cảm ơn chị Kim Anh. Đó, chị Kim Anh đấy, giờ mà chị tự Kim Anh gọi là tươi sáng lắm luôn rồi đó cả nhà. Rực rỡ luôn, rực rỡ x5 lần so với hồi K1 luôn đó cả nhà. À, ở đây em còn rất muốn giới thiệu đến mọi người một nhân vật nữa. Đó là cô Hương, tổng giám đốc của công ty may xuất khẩu Ninh Bình. Đây là cái người mà đặc biệt mà em chưa từng gặp. Đấy là cô chuyển hóa rồi và bây giờ là cô muốn cho công nhân của cô được chuyển hóa nữa. Đưa quất luôn một ban giám đốc đi học lớp xây dựng đội ngũ của thầy trẻ Việt Quân, sau đó qua tranh kiến. Rồi tự làm cái hành trình gọi là muốn được thiết kế cái chương trình là 7 tuần chuyển hóa dành cho công nhân của mình luôn. Ban đầu thì là có 20 anh chị em tham gia, bây giờ chuyển sang K2, đấy cũng làm các ca như thật luôn đó cả nhà. Và bây giờ K2 của cô là 67 người tham gia là anh chị em công nhân của cô hết. Thì nó là cái sự lan tỏa lại cả nhà. Một cái đơn vị mà họ là công nhân đó, mà cô có thể truyền được cái năng lượng xuống tầng dưới như thế đó. Thì em rất là muốn mọi người được gặp cô Hương. Bây giờ cô Hương lại quất luôn cả cái đội ngũ K1 hướng dương chuyển hóa đấy của cô là sang hành trình văn hóa đọc. Thì cô Hương ơi, cô có thể giơ tay lên để mọi người ghi cái màn hình của cô lên không ạ? Chào cô Hương ạ. À. Hương năng lượng quá. Xin chào Minh Hảo, xin chào ban tổ chức, xin chào tất cả nhà mình. Hôm nay thì cũng rất là bất ngờ khi mà buổi chiều mới thấy Minh Hảo gửi cái đường link và gửi cái buổi tối nay có cái buổi như thế này thôi. Thì mình cũng không biết, hình như là trong cái nhóm của mình cũng có mấy bạn đang tham gia, đang nghe cái buổi chia sẻ buổi tối ngày hôm nay. Thì trước tiên thì cũng lại rất là cảm ơn thầy Trần Việt Quân, bởi vì mình theo học khóa chính kiến, chánh kiến của thầy. Thì cũng băn khoăn ở cái điểm là công nhân của mình thì cũng làm nhiều giờ, rồi mọi người cũng rất là ngại học. Thế thì đang hỏi thầy như thế, thầy bảo đi xuống tới cuối lớp kia là sẽ có người giúp đỡ đấy. Thế là xuống đến cuối lớp thì
gặp bạn 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 Thông. Bạn Thông. Thế sau đó thì bạn Thông lại chỉ sao cho bạn Hảo, thì không ngờ là bạn Minh Hảo lại là cùng ở Ninh Bình của mình. Vâng, mình thì người Hưng Yên nhưng mà về Ninh Bình làm việc là năm nay là năm thứ 9 rồi. Mình thì sinh năm 1964 thì cũng chắc là ở trong cái hành trình của mình thì cũng là thuộc diện rất là nhiều tuổi. Tuy nhiên thì cũng rất là, bản thân mình cũng rất là mong muốn, đúng ra là mình cũng rất là mong muốn được nghỉ ngơi, nhưng mà vì là chưa có cái đội ngũ kế thừa chưa đủ mạnh. Đấy, nó là như thế. Thế thì khi mà xuống thì cũng rất là nhanh. Bạn Hảo thì cũng nói rằng là sẽ cùng đồng hành với công ty của mình. Thế thì mới đầu thì chỉ nghĩ rằng là có những buổi là chia sẻ để ba mẹ, cha mẹ đồng hành cùng con thôi. Nhưng mà khi mà đồng hành như thế xong thì lại đúng vào dịp COVID. Có các bạn, 5 bạn đã về Ninh Bình rồi. Nhưng mà lại ngay trong đêm hôm đó là một số các tỉnh thành trên cả nước là đã thực hiện giãn cách. Thế cho nên là khoảng 10, 11, 12 giờ đêm gì đó là mình với bạn Hảo chat với nhau nói rằng là thôi phải dừng lại cái buổi chia sẻ mà chuẩn bị hết tất cả hội trường, rồi chuẩn bị hết tất cả những cái vấn đề để cho ngay buổi sáng ngày hôm sau là thực hiện cái buổi chia sẻ mà hơn 300 cán bộ công nhân viên tham gia. Nhưng mà ngay trong đêm đó là phải thực hiện ngay là dừng lại. Mình cũng rất là tiếc nuối. Thế nhưng mà đến sau đấy thì mình bảo thế thôi, không làm được tập trung như thế thì lại mời bạn Hảo vào là chia sẻ qua hệ thống loa truyền thanh của công ty ấy bạn ạ. Mà trên hội trường là chỉ ngồi theo giãn cách mà chỉ có là khoảng lúc đầu thì chỉ có 5 người, 10 người. Thế sau đấy thì đến 15, 20 người khi mà hết giờ làm việc. Thế thì bạn Hảo, bạn Minh Hảo cũng chia sẻ khoảng 5, 6 buổi gì đấy nhỉ Hảo nhỉ? Sau đó thì các bạn nói rằng là nếu mà dừng lại ở đấy thì không được. Mà chúng ta ấy phải có những hành trình để chuyển hóa. Khi mà đã được nghe như thế, mà nghe toàn những bài chia sẻ để cha mẹ cùng con chuyển hóa, ví dụ như là dinh dưỡng chuyên sâu, rồi nổi loạn tuổi tin, rồi là hướng nghiệp cùng con, cuối cùng là bước luôn vào cái hành trình 7 tuần chuyển hóa. 7 tuần chuyển hóa thì chia sẻ thật với tất cả mọi người là cán bộ công nhân viên của mình, cán bộ quản lý thì không có ai tham gia cả. Đấy, tất cả cán bộ quản lý hình như có hai bạn là ái ngại mình quá thì là các bạn tham gia. Còn loại toàn là nhân viên cấp dưới. Thế thì cứ mới đầu thì các bạn cũng đăng ký, nhưng về sau là cứ lần lượt cán bộ quản lý là lên là người thì có lý do là bố mẹ già yếu, người thì có lý do là con nhỏ, người thì có lý do này, lý do khác. Nói chung là như vậy thì lúc đầu mình cũng bảo thôi, nếu mà các bạn có lý do như thế thì mình cũng hoan hỉ thôi. Bởi vì mình cũng không muốn ép tất cả mọi người khi mà tham gia những hành trình như vậy. Nếu mà ép thì nó cũng có những cái mà người ta không sắp xếp được công việc gia đình, nó cũng tội. Thế thì sau 7 tuần thì bạn Hảo với bạn Đức Nhật là rút. Thì mình bảo nếu mà các bạn rút như thế mà mình lại không tiếp tục nữa thì có nghĩa là lại đi nửa chừng. Mình bảo không, thế thì chúng tớ lại tiếp tục là tự điều hành trong 4 tuần. Thế thì sang đến tuần thứ 2 của 4 tuần đấy thì mình mới làm một cái test là trong 20 bạn. Thì mình bảo xem là các bạn có muốn tiếp tục hành trình không? Thế thì đồng loạt là các bạn bảo tiếp tục hành trình. Thế thì mình bảo là nếu mà đã tiếp tục hành trình thì phải, mình có nghĩa là mình đã đi một chặng đường là 11 tuần rồi thì mình phải dừng lại để đưa thêm các bạn mới vào. Và lúc này là phải dùng sức ép ạ, dùng sức ép đối với tất cả cán bộ quản lý. Và mình phải nói rằng nếu hành trình này mà chúng tôi đã thấy là rất là bổ ích cho cán bộ công nhân viên, mà hành trình đầu tiên lại là toàn là nhân viên và công nhân thôi, không có cán bộ. Thế mà đến tiếp hành trình thứ hai mà lại không có cán bộ, thì nếu bạn nào
mà không tham gia, tôi đành phải để bạn rời khỏi vị trí. Đấy, nói thật với các bạn là phải nói rằng là tôi đành phải để các bạn rời khỏi vị trí, bởi vì không thể, nhân viên người ta không thể là vượt quyền các bạn khi mà các bạn là cán bộ quản lý mà các bạn không tham gia. Thế thì đến cái đợt sau này là chúng tôi chỉ có 20 thành viên ở khóa chuyển hóa khóa đầu, và đến tiếp đợt sau là cũng phải dùng ép đấy, thì tổng là 67. Vâng. À, có nghĩa là 20 người nhưng mà kèm theo là 47 người mới. Vâng ạ, chúng tôi chia thành, trước đây chúng tôi chỉ có 4 nhóm đệ nhị thân, nhưng đến bây giờ là 12 nhóm đệ nhị thân và sẽ là đồng hành cùng nhau 3 tháng. Và chúng tôi đã đi được 1 tuần, bắt đầu tối ngày Chủ nhật là buổi Zoom đầu tiên của cái hành trình 12 tuần chuyển hóa K2 của chúng tôi. Vâng, thì cũng rất là cảm ơn Minh Hảo, rồi cảm ơn tất cả các bạn. Trong quá trình mà tiếp của cái K1 của chúng tôi, cái 4 tuần ấy chưa kết thúc, thì chúng tôi lại tiếp vào cái hành trình văn hóa đọc K2. Vâng, thì tôi cũng nghĩ là chắc là chỉ có mấy người thôi, nhưng không ngờ là lại đến có 13 bạn. Vâng, 13 bạn trong cái nhóm mà 20 bạn của cái hành trình chuyển hóa K1 của chúng tôi là đăng ký tham gia. Và chúng tôi sáng ngày mai cũng là 4:15 sáng đây ạ. Vâng, 4:15 sáng là những thành viên của chúng tôi sẽ cùng với hành trình kiến tạo văn hóa đọc K2 của Trí tuệ Việt Nam và cộng đồng sống tử tế, chúng ta lại gặp nhau ở trên cái hành trình kiến tạo văn hóa đọc đấy. Thì tôi thấy rằng là với Minh Hảo thì mặc dù cũng rất là trẻ, nhưng mà đúng như lúc lấy ý kiến của anh Lộc, anh Tùng ấy nhỉ, cũng nói rằng là cứ gặp Minh Hảo là lúc nào cũng thấy rất là nhiều năng lượng và rất là nhiều những cái kiến thức mà cho chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống bất kỳ một lĩnh vực nào. Nói thật với các bạn như vậy. Thế thì mà trước đây thì Hảo cũng nói rằng là thời đi học cũng rất là gấu, nhưng mà đến bây giờ thì đúng ra là rất là trẻ, nhưng mà cái lượng kiến thức ấy mà để có thể chia sẻ với chúng ta là rất là rộng. Chúng tôi cũng rất là cảm phục, và chúng tôi cũng thấy rằng là cũng đang mong muốn là Minh Hảo sẽ dành thời gian vào một buổi nào đấy, ví dụ như trong cái hành trình mà 12 tuần của chúng tôi, thì Hảo sẽ dành cái thời gian, thỉnh thoảng sẽ dành cái thời gian để chia sẻ cùng với đội ngũ mà 67 thành viên của chúng tôi trong hành trình K2 của chúng tôi này. Thì cũng rất là mong, chúng tôi cũng rất là mong cũng được đồng hành. Vâng ạ, cũng được đồng hành cùng với Trí tuệ Việt Nam, cùng đồng hành với cộng đồng sống tử tế. Và bản thân tôi thì lại đang học cái lớp là doanh nghiệp hạnh phúc của cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn. Và đến bắt đầu từ mùng 1 tháng 10 cho đến mùng 10 tháng 10 là tôi đăng ký tham gia thiền xả ly, khóa thiền xả ly là 10 ngày liền. Vâng, đang ở một nơi sản xuất mà lại 10 ngày liền, tất nhiên là vẫn có mặt ở công ty nhưng mà không điều hành sản xuất từ 8 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Đấy là cũng là một cái thách thức vô cùng lớn đối với bản thân tôi. Thế thì nhưng mà tôi cũng phải quyết tâm thôi. Vâng ạ, rất là quyết tâm để dấn thân xem là cái hành trình của các cô, các thầy như thế nào, mà rất nhiều các doanh nghiệp lớn đang, người ta đang bước chân vào lĩnh vực này. Thế mà mình, mà người ta thấy là doanh nghiệp của họ hạnh phúc mà mình bây giờ đang đi tìm con đường hạnh phúc mà mình không dấn thân thì đấy là một cái điều mà nó không trọn vẹn. Thế cho nên là tôi cũng lại dấn thân tiếp. Vâng, có nghĩa là vào thời điểm như thế này là tôi liền một lúc đang có 4 khóa, đang 4 lớp đấy ạ, 4 lớp. Một là lớp của cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn, hai nữa là hành trình kiến tạo văn hóa đọc, thứ ba nữa là cái hành trình riêng của chúng tôi, và cái thứ tư nữa là cái ca. Vâng ạ, 4 hành trình liền trong cái thời gian này. Thế thì nhiều lúc cũng cảm thấy là nó hơi quá tải một chút, nhưng mà
Nhưng mà bởi vì nếu mà mình dừng lại thì nó lại không có những cơ hội mà không bắt kịp. Thế cho nên là mình đành phải sắp xếp thời gian. Cũng như là Minh Hảo nói là bây giờ ví dụ như bản thân tôi là dậy từ lúc khoảng 4 giờ 10 là tập thể dục. Thế sau đó là tập thiền, ngồi thiền và dành cái thời gian khoảng 2 tiếng rưỡi cho mình vào buổi sáng. Sau đó thì đến giờ làm việc. Thế thì cũng chia sẻ với tất cả các bạn như thế. Và cuối cùng thì cũng chúc tất cả mọi người là luôn luôn mạnh khỏe, bình an. Và chúc cho cái cộng đồng của chúng ta ngày càng lan tỏa, vâng, lan tỏa đến nhiều người hơn nữa, để mong sao Việt Nam của chúng mình có thật nhiều những người có những suy nghĩ tích cực, và đặc biệt là trong cái cộng đồng sống tử tế của chúng mình và trí tuệ Việt Nam được lan tỏa rộng rãi hơn, và đặc biệt là dành cho các thầy cô giáo mà đang quan tâm đến và đang đào tạo của cái thế hệ trẻ. Thế thì cũng xin cảm ơn Minh Hảo, xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, xin cảm ơn. Thì mọi người sẽ thấy rằng là mặc dù là cô như thế đó, là cô quan tâm đến công nhân nha. Nào, cho mẹ một phút nữa. Thì cô cái trung thu vừa rồi đó là cô quất luôn thêm một thùng, 100 thùng sách, 100 thùng sách giao hạt của Vĩ Nhân để tặng quà kèm trung thu với các con đó. Cả nhà rất là phê. Với ai mà tham gia cái hành trình 7 tuần chuyển hóa đó là loa pháp thoại, động viên nhau góp tiền nhau lại để mua phát loa pháp thoại cho nhau. Người nào mà được nhận từ cô Hương rồi thì sẽ lại góp tiền để mua cho những người chưa có. Cái đấy á, là em nghĩ là trong cái câu trả lời, trong cái trong cái câu trả lời của cô Hương á, lời chia sẻ của Hương có luôn cái câu trả lời của mẹ của Bobby ấy, là làm thế nào cho con tự học, tự giác học. Mình mà tự học là không có chuyện con lười, tin em đi. Và mình làm cái gì đó, mình làm tham gia hành trình chuyển hóa thì mình đừng làm ảnh hưởng đến công việc và gia đình. Vậy bằng cách nào? Chỉ có bớt thời gian ăn và ngủ của bản thân thôi, đúng không ạ? Nhưng chúng ta lại không, cái khoảng thời gian đáng nhẽ ra phải ngồi cùng với gia đình thì mình lại để tâm để trí vào cái chuyện khóa nọ khóa kia. Trong cái khoảng thời gian chúng ta cần phải nói chuyện với chồng và con thì mình lại nói chuyện về người này người kia. Nên chỉ có một khoảng thời gian là bớt thời gian ăn và ngủ đi. Thì sẽ có một vài buổi chia sẻ và họp core team của em, thì một tuần khoảng một buổi thì em sẽ làm vào buổi tối. Còn đa phần tất cả là em sẽ làm hết vào buổi sáng sớm, lúc mà Minh An chưa dậy và mọi người chưa dậy. Thì đấy là cái cách duy nhất. Thì mọi người nên tự học. Mình cày đêm cày hôm đi, con sẽ cảm nhận được chuyện đấy. Và đến bây giờ tại sao sau đại học rồi em lại vẫn tự học, là bởi vì em thấy mẹ em tự học. Đợi mẹ một chút ta. Và mẹ em tự học ạ. Vì mẹ... lộ hết cả bài ra đây rồi cả nhà thấy không? Con phải diễn giải. Đi đã. Rồi, ok. Vậy thì mình sẽ kết thúc cái việc này ở đây. Và em chỉ mong muốn mọi người đó. Để một phút nữa đi mà. Rồi vẽ gì Minh An nghĩ đi nào. Rồi, bây giờ cả nhà mình cùng nói lời tạm biệt nhau đúng không? Thì hy vọng rằng chúng ta sẽ được gặp lại nhau. Nếu mà cái câu trả lời ngày hôm nay chưa có thỏa mãn được mẹ của Búp Bi thì sẽ còn một cái chủ đề nữa trước khi mà cái K5 của chúng ta làm chung. Đấy, các con bướm nó nốt xem nào. Con nó muốn vẽ gì nào. Thì chúng ta sẽ có một buổi nữa, đó là buổi về tự lập. Tự lập mà khiến cho con không bị cô lập, thì nó sẽ tự lập đủ thứ. Nha chị, mẹ cũng bút đi. Rồi, biết ơn cả nhà nhiều ạ. Cảm ơn cô Hảo. Cô Hảo nghe cảm ơn chia sẻ của mình Hảo. Dạ. Nhưng mà cô Hảo ơi, con sao sao? Cảm ơn. Em đang khóc nè. Biết ơn Hảo, tổ chức nhiều ạ. Em bé khóc nghe.
Chúc mọi người. Cảm ơn mọi người. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Đó. Ôi trời ơi, Minh An hóc nhà kìa. Minh An kìa. Minh à. Minh An ngoan mà, Minh An chỉ muốn mẹ quan tâm tới sức khỏe của mình thôi, phải không? Đúng rồi, bởi vì hôm nay mẹ làm lố mất nửa tiếng rồi đó cả nhà. Nó ngoan lắm, cả buổi tối nó y như thít à. Mà nó có cái giới hạn của nó đấy cả nhà. Đúng rồi. Đến giờ con mẹ có rồi. Có giới hạn của con. Kể cả như cả nhà. Cả nhà đừng nghĩ rằng là con chuyên gia thì ngon lắm, không có đâu. Thất tình lục dục của con giống như các bạn à. Quan trọng là bố mẹ mình phản ứng thế nào thôi. Được không ạ? Em ao nha. Minh An chào một các bác đi. Chúc cả nhà mình ngon. Bữa nay chưa sẵn sàng, không sao. Chào con nha. Dạ, chào mọi người ạ. Dạ, dạ. Chào. Cảm ơn mọi người đã tham gia. Chúc mọi người buổi tối ngủ ngon nha.